Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 79. Dương Bách Xuyên không tiếp tục giải thích cho Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm. Một đấng mày râu như hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, bị Quan Thiên Ngạo đào bẫy. Ưu thế duy nhất của Quan Thiên Ngạo trong bí cảnh thao thiết là sức mạnh nguyền rủa gì đó. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, bất kể là sức mạnh gì, điều kiện tiên quyết là xây dựng trên cơ sở thực thực, có thực lực thì hắn không sợ gì hết. Hơn nữa, hiện tại thực lực của hắn là cảnh giới phân thần sơ kỳ, nhưng sức chiến đấu có thể một chiêu giết chết Tiền Bất Nhẫn cảnh giới phân thần trung kỳ. Chẳng lẽ hắn lại sợ một chuyến đi bí cảnh, sợ một tên Quan Thiên Ngạo? Về chuyện Dương Bách Xuyên đi bí cảnh thao thiết, Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm thấy hắn đã quyết tâm nên không nói thêm nữa, dù sao đến lúc đó ba người kết thành đồng minh đi cùng nhau là được. Tiếp đó, Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm nói cho Dương Bách Xuyên một số tin đồn liên quan đến bí cảnh thao thiết mà các nàng biết, cùng với thông tin về bốn người khác. Sau khi Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm nói xong, Dương Bách Xuyên mới biết người của sáu thế lực siêu nhiên bọn họ không đoàn kết như bề ngoài, giữa sáu thế lực có sự cạnh tranh lẫn nhau. Tương tự, giữa sáu người này cũng không phải là một tấm sắt cứng. Quan Thiên Ngạo của Bổ Thiên Cung và Lâu Mãn núi thần binh qua lại khá thân thiết. Cung thủ Dãy Vân Vũ chính là thanh niên ăn mặc như ăn mày, lúc nào cũng ôm hồ lô rượu, độc lai độc vãng. Y xuất thân từ Dãy Vân Vũ, có thể nói là thế lực thần bí nhất trong các thế lực siêu nhiên. Tính cách kiêu ngạo, nhìn như tên ăn mày nhưng thật ra không phải vậy. Hạ Thiền nói đa số người của Dãy Vân Vũ đều là người khổ tu khổ hạnh, quần áo rách dưới là chuyện bình thường. Mà cặp song sinh như hai núi thịt Thạch Sơn và Thạch Thủy của Song Thiên Môn tất nhiên là cùng một phe. Song Thiên Môn là một tông môn vô cùng kỳ quái, trong môn có rất ít đệ tử, nhưng tất cả đều là cặp sinh đôi hoặc sinh nhiều. Chuyện này có liên quan đến công pháp bọn họ tu luyện. Diệp Vô Tâm nói xét về đấu đơn thì thực lực của người Song Thiên Môn không mạnh lắm, nhưng nếu cả hai cùng ra tay thì rất đáng sợ. Cuối cùng là Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm. Quan hệ giữa các trưởng bối của hai nhà không tệ, tất nhiên khi ra ngoài hai người là một nhóm. Hiện tại, nếu thêm Dương Bách Xuyên thì chuyến này bọn họ có 7 người. Ba người một nhóm không dám nói là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối không phải yếu nhất. Thật ra sáu thế lực siêu nhiên này đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Thế lực tông môn tương đương nhau, nhưng ngoại trừ Bổ Thiên Cung công khai ngoài sáng, trở thành thủ lĩnh của các tu sĩ Sơn Hải giới, cả năm thế lực khác đều vô cùng kín tiếng, không rêu rao, được xem là thế lực lánh đời. Đương nhiên Bổ Thiên Cung được gọi là thủ lĩnh Sơn Hải giới ắt phải có điểm đặc biệt, và đây cũng là thế lực hùng mạnh nhất trong sáu thế lực. Nhưng năm thế lực khác không phục, từ trước đến giờ đệ tử của các thế lực đều tranh đấu gay gắt. Trong lúc ba người nói chuyện, bất chi bất giác đã một ngày trôi qua, thuyền phi hành đột nhiên chấn động. Dương Bách Xuyên còn tưởng là gặp phải yêu thú tập kích, tức thì mặt biến sắc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này Diệp Vô Tâm cất lời, không cần căng thẳng đâu. Chắc là đã đến nơi tiếp giáp hai địa hạt lớn, ở vùng giao giữa bốn địa hạt lớn thuộc Sơn Hải giới có tấm chắn thiên cương vô hình, không phải chuyện gì to tát. Chiếc thuyền này là con thuyền phi hành tốt nhất của Thương hội Thiên Diệp chúng ta, hoàn toàn có thể vượt qua. Sau khi đi qua, chỉ cần hai ngày là tới bí cảnh thao thiết, đích đến của chuyến đi lần này. Dương Bách Xuyên yên tâm, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, đúng lúc trông thấy Quan Thiên Ngạo ở một nơi khác dùng ánh mắt u ám nhìn về phía căn phòng của hắn. Tên họ Dương nào đó cảm thấy nụ cười của Quan Thiên Ngạo rất nham hiểm, cụm từ nụ cười giấu dao chính là để miêu tả loại người như Quan Thiên Ngạo. Hắn động não một cái là biết ngay tại sao Quan Thiên Ngạo lại có ánh mắt này. Diệp Vô Tâm là vị hôn thê trên danh nghĩa của Quan Thiên Ngạo, nhưng nàng đã nói là lão tổ tông trong nhà quyết định, nàng chưa từng chấp nhận, cũng không có tình cảm với Quan Thiên Ngạo. Lần này Quan Thiên Ngạo mời hắn chẳng phải vì Diệp Vô Tâm sao? Vừa nhìn là biết tên này là ngụy quân tử lòng dạ hẹp hòi, không thích Diệp Vô Tâm nói chuyện với hắn nhưng cũng chẳng dám làm gì Diệp Vô Tâm, thế là chút giận lên người hắn. Nhưng Dương Bách Xuyên sẽ sợ sao? Quan Thiên Ngạo không thích hắn, tính kế hắn, hắn cũng vậy mà. Đối diện với ánh mắt của Quan Thiên Ngạo, Dương Bách Xuyên nhếch miệng làm động tác cắt cổ, sau đó vung tay đóng cửa sổ lại, ngồi xuống tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với hai mỹ nhân. Diệp Vô Tâm sửng sốt hỏi, người đóng cửa sổ làm gì? À, bên ngoài có gió lạnh thổi vào làm ta khó chịu.
Dương Bách Xuyên thuận miệng bịa lý do. Có à, Diệp Vô Tâm lẩm bẩm, nhưng cũng không để ý. Chỉ có Hạ Thiền cười híp mắt nhìn Dương Bách Xuyên mang theo ẩn ý, sư đệ à, phòng ngự của con thuyền phi hành này rất mạnh đó, gió lớn thiên cương còn không thổi vào được, e là trong thuyền có gió lạnh nhỉ. Ha ha ha. Hạ Thiền nở nụ cười trêu ghẹo. Mặt Dương Bách Xuyên đỏ bừng lên, hiển nhiên Hạ Thiền đã phát hiện ra lúc nãy hắn làm động tác cắt cổ với Quan Thiên Ngạo. Tạm thời không nhắc đến ba người Dương Bách Xuyên đang nói cười vui vẻ. Trong phòng Quan Thiên Ngạo, hắn ta đã ném vỡ tách trà. Tiện dân, ta cho ngươi ung dung một lúc, chờ đến bí cảnh thao thiết, ta sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Quan Thiên Ngạo bị động tác cắt cổ của Dương Bách Xuyên chọc giận. Bây giờ hắn ta mới hiểu đối phương đồng ý lời mời của mình không phải vì ngu ngốc, mà là cố ý. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Quan Thiên Ngạo bắt đầu tính toán tỉ mỉ. Rõ ràng là tiện dân Dương Bách Xuyên đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn ta, nhưng vẫn đồng ý tiến vào bí cảnh thao thiết, chắc chắn là đối phương có chỗ dựa. Nhưng Quan Thiên Ngạo nghĩ bụng trong bí cảnh thao thiết bọn họ đều có bí bảo của tông môn để phòng sức mạnh nguyền rủa ảnh hưởng tới tinh thần, còn Dương Bách Xuyên thì không có. Vì thế hắn lại yên tâm, đến lúc đó, một khi Dương Bách Xuyên bị sức mạnh nguyền rủa của bí cảnh xâm nhập, để xem hắn chết như thế nào. Quan Thiên Ngạo còn nghĩ tới Diệp Vô Tâm, lửa giận bùng lên trong lòng. Hắn ta lẩm bẩm một mình, con khốn, ngươi chờ đấy. Khi nào vào trong bí cảnh thao thiết, bản thiếu gia quen thuộc địa hình và có kinh nghiệm, đến lúc đó ta sẽ bắt ngươi quỷ liếm. Nếu không phải Diệp Vô Tâm ngươi là người thừa kế tương lai của Thương hội Thiên Diệp, có nhiều gia sản, thì bản thiếu gia đã xử ngươi từ lâu rồi. Còn Hạ Thiền nữa, he he, hai mỹ nhân đừng hòng thoát khỏi bàn tay của bản thiếu gia. Đến lúc đó, các ngươi ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Trong đầu Quan Thiên Ngạo hiện ra thân hình nóng bỏng khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải chảy nước miếng, bụng dưới lập tức bốc lửa của Hạ Thiền. Hắn ta hét vọng ra ngoài, Tiểu Lục. Cửa phòng bị mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc đồ nữ bước vào, thiếu gia tìm ta ạ. Lúc này, Quan Thiên Ngạo nhìn thị nữ Tiểu Lục mà hắn đòi từ một gia tộc nhỏ, lòng thầm than thở, thân hình không đẹp bằng Hạ Thiền, gương mặt còn kém hơn con khốn Diệp Vô Tâm một bậc. Nhưng toàn thân đã bốc lửa rồi, hắn ta không nghĩ gì nữa, tiện tay đóng cửa phòng lại, hạ cấm chế trong phòng rồi nói với Tiểu Lục, đến đây. Quỳ xuống. Tiểu Lục nhìn Quan Thiên Ngạo hai mắt như sắp phun lửa phía đối diện, lòng chợt run lên. Nàng không dám bất mãn, nếu không làm theo ý hắn ta thì sẽ chết rất thê thảm. Cái tên thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung này luôn tỏ ra nho nhã lễ độ trước mặt người ngoài, nhưng chỉ có nàng biết tên khốn này là một ác ma, là tên biến thái. Phụ nữ chết dưới tay hắn trong một năm đâu chỉ dừng lại ở con số mấy trăm. Nàng có thể còn sống sót bởi vì nàng biết làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu của tên biến thái này. Cơ thể khẽ run rẩy, Tiểu Lục giơ tay cởi quần áo trên người, tức thì người trần như nhộng. Sau đó nàng đi đến cởi sạch quần áo của Quan Thiên Ngạo. Trong tay nàng lóe lên tia sáng, một cây roi da xuất hiện. Vút! Nàng thình lình quất lên người Quan Thiên Ngạo. Á! Quan Thiên Ngạo hét lên thảm thiết. Thế nhưng, Tiểu Lục không sợ, bởi vì nàng biết Quan Thiên Ngạo là kẻ cuồng bị ngược đãi, thích có người quất hắn ta trong lúc làm chuyện ấy. Phút phút phút! Á á á! Tốc độ của cây roi ra trong tay Tiểu Lục càng lúc càng nhanh, tiếng hét của Quan Thiên Ngạo càng lúc càng dâm đáng, hắn ta còn gào lên, nương nương tiếp tục đi, đừng dừng lại. Quan Thiên Ngạo vừa nói vừa vươn một tay túm lấy thiếu nữ. Sau khi ba người Dương Bách Xuyên, Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm trò chuyện, hắn rời khỏi phòng của hai người về phòng mình nghỉ ngơi. Dù sao đó cũng là phòng của nữ, có nhiều bất tiện. Hai người còn phải chuẩn bị cho việc tiến vào bí cảnh thao thiết. Sau khi về phòng mình, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt phóng linh thức ra ngoài cảm nhận xung quanh. Trước đó, lúc Dương Bách Xuyên nhắc đến Tư Không Nguyên với Hạ Thiền, nàng đã phóng ra khí tức mạnh mẽ về phía hắn. Lúc đó hắn nhạy bén phát hiện ra bên cạnh mình có một luồng khí mạnh mẽ nhưng nhanh chóng biến mất, hắn không để ý lắm song không có nghĩa là hắn sẽ quên chuyện này. Vốn dĩ hắn muốn tìm ra kẻ nào bám theo mình, kết quả là khi phóng linh thức ra ngoài, linh thức vô tình tới căn phòng của Quan Thiên Ngạo. Sau đó, hắn phát hiện ra phòng của Quan Thiên Ngạo có cấm chế.
Quan Thiên Ngạo có thủ với mình, Dương Bách Xuyên rất muốn biết tên khốn này đang làm gì trong phòng mà lại hạ cấm chế. Hắn thầm niệm trong đầu, linh thức đột nhiên phá cấm chế trong phòng của Quan Thiên Ngạo. Dù sao hắn cũng không sợ Quan Thiên Ngạo phát hiện ra. Sau khi linh thức của Dương Bách Xuyên phá cấm chế của phòng Quan Thiên Ngạo, không có ai phát hiện ra. Điều này càng khiến Dương Bách Xuyên khẳng định một lần nữa nguyên thần của mình mạnh gấp 10 lần người cùng cảnh giới. Tuy nhiên, hiện tại đây không phải điều quan trọng là sau khi linh thức của hắn phá cấm chế ở phòng của Quan Thiên Ngạo, hắn nhìn thấy một màn xuân cung đổ sống. Làm cho tên họ Dương nào đó cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra Quan Thiên Ngạo là một kẻ cuồng bị ngược đãi. Đối phương bị một cô gái quất bằng roi ra, miệng phát ra đủ loại tiếng kêu. Tiếng trâu này, tiếng mèo này, tiếng chó này. Thật sự khiến Dương Bách Xuyên mở mang tầm mắt, còn có thể chơi như vậy à? Sau khi xem một lúc, tên họ Dương nào đó chuẩn bị rút linh thức ra ngoài. Còn xem nữa thì hắn sẽ nổ tung mất, cô gái dùng roi quất Quan Thiên Ngạo rất có kỹ thuật, nhìn nhiều không tốt. Khi hắn chuẩn bị rút lui, Quan Thiên Ngạo bị ngược đãi đủ rồi, lập tức tránh khỏi chiếc roi ra trong tay cô gái, bắt đầu quật mạnh lên người đối phương. Phút phút phút. Từng vết máu xuất hiện trên làn da trắng trẻo của cô gái, từng tiếng thét phát ra từ miệng nàng. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy Quan Thiên Ngạo giận dữ quát cô gái, con khốn Diệp Vô Tâm kêu đi. Hạ Thiền cứ chờ đấy, vào trong bí cảnh thao thiết bản thiếu gia sẽ bắt tất cả các ngươi thần phục trước mặt bản thiếu gia. Câu nói tiếp theo Dương Bách Xuyên không nghe nổi nữa, tất cả đều là những lời tục tĩu mà tên biến thái Quan Thiên Ngạo này nhắm tới Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền. Dương Bách Xuyên lập tức phóng ra sát ý. Kẻ nào? Quan Thiên Ngạo bỗng dừng lại, hét to. Dương Bách Xuyên chợt tỉnh táo lại, hắn quên mất linh thức đang ở trong phòng của Quan Thiên Ngạo, sát ý hắn bất giác phóng ra sẽ từ trong linh thức phát ra ngoài. Hắn lập tức thu lại linh thức. Hắn quên rằng mặc dù linh thức mạnh mẽ, không bị Quan Thiên Ngạo phát hiện. Nhưng sát ý khác linh thức, mỗi người tu chân đều vô cùng nhạy cảm với sát ý. Huống chi Quan Thiên Ngạo còn là cao thủ cảnh giới phân thần sơ kỳ. Dương Bách Xuyên quyết đoán thu lại linh thức, thầm nghĩ cho dù Quan Thiên Ngạo phát hiện ra sát ý cũng không tìm ra kẻ nào. Chỉ cần một ý nghĩ là có thể thu lại linh thức, không phải cường giả thì đừng mong truy tìm được. Dương Bách Xuyên ngồi trong phòng mình, thầm thề phải chém Quan Thiên Ngạo. Thằng chó này dám nhòm ngó Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền, lại còn nói lời ô uế, không giết sẽ để lại hậu họa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Bách Xuyên không biết rằng sự xâm nhập của hắn đã liên lụy tới cô gái tên Tiểu Lục. Khoảnh khắc Quan Thiên Ngạo cảm nhận được sát ý, hắn ta lập tức phóng linh thức ra ngoài tìm kiếm, nhưng bên ngoài không có gì bất thường. Hắn ta đổ mồ hôi đầy đầu, sát ý hồi nãy rõ ràng như vậy, ấy thế mà không tìm thấy. Sau đó, Quan Thiên Ngạo lại phát hiện ra cấm chế bày trong phòng vẫn nguyên vẹn. Hơn nữa, nếu cấm chế có dị động, có kẻ xâm nhập vào phòng của hắn ta, thì hắn ta nhất định sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Thế nhưng cấm chế vẫn còn nguyên vẹn chứng tỏ không có ai xâm nhập, vậy thì sát ý đến từ trong phòng. Hắn ta đường đường là thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, cực kỳ tự tin với cấm chế do mình thiết lập. Không ai có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào trong, cho dù vào được cũng động chạm và phá hỏng cấm chế, tuyệt đối không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn ta. Do đó, Quan Thiên Ngạo nghĩ rằng sát khí mới rồi ở ngay trong phòng. Nhưng hắn ta đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong phòng mà vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của sinh linh thứ ba. Như vậy chỉ có một khả năng, sát ý lúc nãy đến từ Tiểu Lục. Đúng vậy, chắc chắn là con khốn này. Nhất định là ả bất mãn với hành vi ngược đãi của mình nên phóng ra sát ý, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cảm chi cường đại của thiếu cung chủ này. Nghĩ tới đây, Quan Thiên Ngạo nổi giận. Con khốn, người muốn giết ta ư? Quan Thiên Ngạo trừng Tiểu Lục, trong mắt tràn đầy sát ý. Tiểu Lục bị Quan Thiên Ngạo hành hạ đến nỗi không còn bao nhiêu sức lực. Nghe thấy câu hỏi hầm hầm sát khí của đối phương, nàng run lên bần bật, xuống khỏi người hắn rồi quỳ rạp xuống đất, run rẩy đáp lời, chủ nhân minh giám, Tiểu Lục không dám. Không dám, hừ, bản thiếu gia biết con khốn nhà ngươi bất mãn trong lòng,
cho rằng bản thiếu gia không biết. Đã vậy thì chết đi. Quan Thiên Ngạo với gương mặt dữ tợn đột nhiên vươn tay chộp lên đầu Tiểu Lục. Á, Tiểu Lục đau đớn kêu gào thảm thiết, tiếng hét đứt ruột đứt gan. Trên tay Quan Thiên Ngạo dày đặc khí đen, vẻ mặt điên cuồng. Nháy mắt Tiểu Lục đã hóa thành một bộ xương trong tay hắn ta. Đến chết Tiểu Lục cũng không biết vì sao Quan Thiên Ngạo lại đột nhiên giết nàng. Lúc này mạch máu trên mặt Quan Thiên Ngạo rất rõ, gân xanh lồ lộ. Hắn ta buông tay, hài cốt của Tiểu Lục hóa thành bột phấn. Sau đó, gương mặt Quan Thiên Ngạo khôi phục như thường. Hắn ta thở hắt ra, nhìn bàn tay đen xì của mình từ từ biến về màu sắc bình thường, nở nụ cười dữ tợn, chỉ cần luyện hóa hai con khốn Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm là cửu em mờ huyền thiên thủ của mình có thể tiến thêm một bước, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng của Quan Thiên Ngạo vang vọng khắp phòng. Không có ai biết hắn ta đường đường là thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung đứng đầu chính đạo nhưng lại đang tu luyện ma công. Cửu em mờ huyền thiên thủ là công pháp ma công đã bị Bổ Thiên Cung phong ấn, nhưng hắn ta lén tu luyện. Càng không có ai biết rằng để tu luyện cửu em mờ huyền thiên thủ, hắn ta đã luyện hóa rất nhiều sư tỷ, sư muội trong Bổ Thiên Cung. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên không đi nhìn trộm phòng của Quan Thiên Ngạo, hiện tại hắn đã tiến vào trạng thái tĩnh tọa điều tức, nội tâm vô cùng mất bình tĩnh. Một là vì hắn nhìn thấy Xuân Cung đổ sống, hai là do hắn nghe thấy Quan Thiên Ngạo vô lễ với Diệp Vô Tâm và Hạ Thiên. Thời gian một ngày một đêm yên ả trôi qua, ngày thứ hai thuyền phi hành dừng lại. Mục tiêu quá lớn, không thể bay tiếp. Theo lời Diệp Vô Tâm, bọn họ đã vào sâu vạn dặm khu vực đại hoang. Tu sĩ ngồi thuyền phi hành đi trải nghiệm mạo hiểm sẽ bắt đầu từ nơi này. Mấy người họ cũng phải đi bộ. Thứ nhất, thuyền phi hành quá lớn, mà bây giờ bọn họ đã vào sâu, rất dễ thu hút phi cầm yêu thú trong đại hoang tấn công. Nếu xui xẻo còn gặp phải phi cầm yêu thú tụ tập thành đàn thì rất phiền phức. Vì vậy đi bộ sẽ an toàn hơn. Bọn họ còn cách bí cảnh Thao Thiết nghìn dặm đường phải đi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, nghìn dặm đường không nhằm nhò gì. Sau khi xuống thuyền phi hành, bảy người đi bộ tiếp tục tiến sâu vào đại hoang. Người dẫn đội là Quan Thiên Ngạo trông có vẻ nho nhã, nhưng Dương Bách Xuyên từng nhìn trộm hắn ta, vì vậy hiện giờ trong mắt Dương Bách Xuyên, hắn ta chỉ là một tên ngụy quân tử. Hắn biết rõ dưới vẻ ngoài nho nhã lễ độ ấy cất giấu trái tim ác ma. Không ai dẫn theo đệ tử của tông môn mình, mà để bọn họ lại nơi này tự trải nghiệm và tiếp ứng. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên bước vào trong đại hoang. Ấn tượng đầu tiên về đại hoang là nguyên thạch cổ xưa và có một luồng khí tức nguy hiểm. Nơi đâu cũng tràn ngập hơi thở nguyên thủy, có thể nhìn thấy cổ thụ che khuất mặt trời ở bất cứ đâu, cũng có thể bắt gặp những loài yêu thú mà hắn không biết tên, nhưng hầu hết là hung thú không có trí tuệ, bảy người có thể dễ dàng đối phó. Quãng đường nghìn dặm chẳng mấy chốc đã tới nơi. Quan Thiên Ngạo đứng dưới một ngọn núi cao mấy nghìn trượng và nói, lối vào bí cảnh Thao Thiết là đỉnh ngọn núi yêu này. Bắt đầu từ bây giờ, nơi đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, trên ngọn núi Thao Thiết cổ xưa này có hung thú cường đại. Điều quan trọng nhất là nơi này là địa bàn của yêu tộc chắc chắn không muốn chúng ta tiến vào bí cảnh Thao Thiết, sẽ ngăn cản chúng ta, nhất định là có đại yêu đã tu luyện thành công. Mọi người bắt đầu leo núi, dựa vào bản lĩnh của mình. Chúng ta gặp lại trên đỉnh núi. Nói tới đây, Quan Thiên Ngạo nhìn Diệp Vô Tâm đi cùng ta hộ tống nàng lên núi nhé. Không cần, ta tự đi được, có mỗi ngọn núi yêu mà không leo lên được thì nói gì đến chuyện tiến vào bí cảnh Thao Thiết. Phiền ngươi gọi ta là Diệp Vô Tâm, chúng ta không thân. Diệp Vô Tâm không nể mặt Quan Thiên Ngạo chút nào. Nét mặt Quan Thiên Ngạo cứng đờ, chỉ đành cười gượng, được, nàng cẩn thận nhé, ta đi trước đây. Quan Thiên Ngạo nói năng mềm mỏng, nhưng không ai nhìn thấy khoảnh khắc hắn ta xoay người, trong mắt tràn ngập thù hận. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, giơ ngón tay cái khen ngợi Diệp Vô Tâm. Bà cô này vẫn cá tính như vậy. Diệp Vô Tâm lườm hắn, sau đó quay sang nói với Hạ Thiền, Hạ tỷ tỷ, ba chúng ta đi cùng nhau cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Tỷ thấy sao? Hạ Thiền gật đầu, nên thế, ta và muội có bí bảo, nhưng sư đệ không có. Lúc này, cặp song sinh Thạch Sơn và Thạch Thủy như núi thịt người trước kẻ sau hóa thành tàn ảnh chạy vèo lên núi yêu. Dương Bách Xuyên nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm,
một lần nữa nghe thấy các nàng nhắc tới bí bảo sư môn gì đó. Hắn không biết rốt cuộc là cái gì, không kìm được bèn hỏi, ta cứ nghe thấy các ngươi nói tới bí bảo sư môn. Rốt cuộc là bí bảo gì mà khiến các ngươi tự tin như vậy? Nó giúp bảo vệ bản thân khi tiến vào bí cảnh à? Bí bảo là cái gì? Sau khi Dương Bách Xuyên đặt câu hỏi, Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm đều ngây người. Gọi là bí bảo bởi vì tính chất bí mật của nó, là thứ các trưởng bối trong sư môn ban cho để bảo vệ tính mạng trong bí cảnh. Dương Bách Xuyên hỏi thẳng như vậy khiến hai người hơi khó xử. Bí bảo của mỗi người bọn họ đều khác nhau, nói ra thì chẳng khác nào để lộ lá bài tẩy của mình. Nếu người khác nghe thấy hoặc là trong ba người họ có ai nảy sinh ác ý trong bí cảnh thì nó chính là nhược điểm chí mạng. Việc này, Hạ Thiền do dự chốc lát. Diệp Vô Tâm ngây ra một lúc mới tỉnh táo lại, trợn mắt trừng Dương Bách Xuyên, người bị ngu à? Bí bảo là lá bài tẩy của riêng mỗi người chúng ta. Giữa ba chúng ta nói ra cũng không sao, nhưng nếu bị người khác nghe thấy thì chẳng phải là để lộ nhược điểm của mình cho kẻ địch ư? Tóm lại, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết bí bảo của mỗi người chúng ta không giống nhau, đều là đồ trưởng bối trong sư môn ban tặng, là đồ vật của tiên gia. Ngươi đừng hỏi gì khác, khi gặp phải tình cảnh nguy hiểm, chúng ta còn phải bảo vệ tính mạng đấy. Nói chung, ngươi chỉ cần biết ta và Hạ tỷ tỷ tốt với ngươi là được. Diệp Vô Tâm nói một tràng làm mặt Dương Bách Xuyên đỏ bừng lên. Quả thật hắn đã hỏi một vấn đề rất vô lễ và ngu ngốc, may mà Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền là người mình, chứ đổi thành người khác thì có lẽ họ sẽ trở mặt. Hắn cười ngượng ngập, ta sai rồi, ta sai rồi. Hiểu mà, chúng ta lên núi yêu thôi. Sau đó ba người dùng thân pháp, bắt đầu leo lên núi yêu. Theo lời Quan Thiên Ngạo, ngọn núi yêu chọc trời này có rất nhiều hung thú, thậm chí sẽ có thế lực yêu tu cản trở, vì vậy rất nguy hiểm, tốt nhất là tách ra leo núi để tránh bị tấn công tới tấp. Mấy người bọn họ lên núi là ở ngoài sáng, còn yêu tu và hung thú thì ở trong tối, quả thật có nguy hiểm nhất định. Nhưng trong mấy người họ, người có tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn, không ai là kẻ tầm thường, đối phó với yêu tu và hung thú không tính là việc khó. Giờ mới chỉ bắt đầu lên núi thôi, vẫn chưa thật sự tiến vào bí cảnh thao thiết. Lần này Dương Bách Xuyên ra ngoài vốn là đi đại hoang tìm hầu đậu đậu và con trồn, kết quả là xảy ra chuyện của Diệp Vô Tâm, bây giờ lại còn phải xông vào bí cảnh thao thiết, thật là kỳ quái. Nhưng hắn không cảm thấy có gì sai, dù sao nơi này cũng là đại hoang, tìm hầu đậu đậu và con trồn không thể gấp gáp được, chờ khi nào ra khỏi bí cảnh rồi đi tìm là được. Hắn không muốn Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền xảy ra chuyện gì, không muốn mình phải hối tiếc, chuyện của Liễu Linh Linh xảy ra một lần là đủ rồi. Sau khi bắt đầu leo núi, Hạ Thiền đi đầu, Diệp Vô Tâm bảo Dương Bách Xuyên theo sát phía sau Hạ Thiền, còn nàng bọc hậu. Sự sắp xếp này khiến tên họ Dương nào đó rất phiền muộn, khi nào thì hắn cần phụ nữ bảo vệ chứ? Đừng phí lời, mau đuổi theo Hạ tỷ tỷ đi. Chúng ta có bí bảo hộ thân, ngươi không có. Thấy Dương Bách Xuyên bày ra vẻ mặt không vui, Diệp Vô Tâm lập tức thúc giục hắn. Khi nào thì ta cần nữ nhân bảo vệ hả? Ngươi đi giữa, ta bọc hậu. Dương Bách Xuyên từ chối. Ngươi, để xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Diệp Vô Tâm lườm Dương Bách Xuyên, cũng đoán được hắn tự ái. Dù sao bây giờ mới chỉ leo lên núi yêu, khi nào vào trong bí cảnh thao thiết rồi tính tiếp. Dứt lời nàng liền đuổi theo Hạ Thiền, không để ý tới Dương Bách Xuyên nữa. Dương Bách Xuyên nhếch môi, thân hình chợt lóe lên, cất bước theo sau Diệp Vô Tâm, giữ khoảng cách 3 mét với nàng. Còn Hạ Thiền đã không thấy bóng dáng. Diệp Vô Tâm vốn đang lo lắng cho Dương Bách Xuyên nên không đi nhanh, nào ngờ nàng vừa di chuyển liền nhận thấy Dương Bách Xuyên theo sau mình 3 mét, thong thả đi theo. Nàng dùng linh thức quan sát mới phát hiện ra Dương Bách Xuyên rất ung dung nhàn nhã. Lúc này Diệp Vô Tâm đã biết mình lo thừa. Nàng nhớ lại ngày xưa Dương Bách Xuyên thể hiện tài năng ở núi La Phù, nhớ về năm ấy hắn đại náo thành yêu quang, lúc đó hắn mới chỉ có tu vi cảnh giới Nguyên Anh. Bây giờ cách hơn 100 năm, hắn đã có tu vi cảnh giới phân thần. Còn nàng thì sao? Nếu không được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm và lão tổ tông đích thân dạy dỗ suốt hơn 100 năm, thì e là tu vi của nàng không đạt đến cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn. Sự tiến bộ của nàng trong hơn 100 năm này được gia tộc ca ngợi là thiên tài thần tốc,
nhưng so với Dương Bách Xuyên thì từ thiên tài này vô cùng nực cười. Nàng lẩm bẩm trong lòng, quái thai biến thái. Sau đó, Diệp Vô Tâm không đợi Dương Bách Xuyên nữa, dốc sức đuổi theo Hạ Thiền đã mất hút. Tuy nhiên, sau một hồi lâu, Diệp Vô Tâm phát hiện cho dù nàng dốc hết sức chạy như bay, Dương Bách Xuyên ở phía sau vẫn ung dung giữ khoảng cách 3 mét với nàng. Điều này khiến Diệp Vô Tâm cực kỳ sốc trước tốc độ của Dương Bách Xuyên. Nàng thầm nghĩ e là tốc độ của Dương Bách Xuyên không hề kém cung thủ Dãy Vân Vũ. Nàng biết trong 6 người họ, cung thủ Dãy Vân Vũ đứng đầu về tốc độ. Dương Bách Xuyên cũng cảm thán về mấy người Diệp Vô Tâm xuất thân từ tông môn lớn. Chỉ xét riêng tốc độ thân pháp đã rất khác biệt, cao hơn tu sĩ cùng cảnh giới. Gừ. Hú hú hú. Đúng lúc này, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên tiếng gầm rú, nghe chừng cách hắn và Diệp Vô Tâm mấy trăm mét. Hai người đều giật mình, Hạ Thiền đi trước đã mất bóng, tiếng gầm rú vang lên chắc chắn là hung thú xuất hiện. Cả hai vội vàng dốc hết sức chạy đi. Không biết ai gặp phải hung thú nhỉ? Với thực lực và tốc độ hiện tại của bọn họ, khoảng cách mấy trăm mét chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Khi hai người một trước một sau xông lên, dưới núi đã tràn ngập sương mù, cả ngọn núi yêu giống như cột chống trời. Trên núi cổ thụ che trời, thảm thực vật tươi tốt, linh khí cũng nồng đậm. Nơi này có hung thú thường qua lại cũng không có gì lạ. Hai người chạy khoảng mấy chục mét thì trông thấy Quan Thiên Ngạo, cung thủ, cặp huynh đệ song sinh Thạch Sơn Thạch Thủy và Hạ Thiền đều bị hung thú chặn lại. Từng con hung thú to lớn, trông giống sư tử nhưng toàn thân đầy vảy, tiếng gầm rung trời, hiện đang công kích. Nhìn thoáng qua chắc khoảng hơn 20 con, là một bầy đàn. Từ khí tức có thể cảm nhận được những con hung thú này đều có thực lực tương đương cảnh giới xuất khiếu, hơn nữa có nhiều con cấp bậc đại viên mãn. Mặc dù không có cảnh giới phân thần, nhưng số lượng này cũng rất đáng sợ. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên thấy mấy người này có thực lực và bản lĩnh không yếu, cho nên hắn không vội vàng xông lên, chỉ ra hiệu cho Diệp Vô Tâm dừng lại quan sát rồi tính tiếp. Vừa hay có thể nhân cơ hội quan sát thủ đoạn của mấy người Quan Thiên Ngạo, như vậy trong lòng cũng có tính toán. Tầm mắt dừng trên người Quan Thiên Ngạo, chỉ thấy một mình Quan Thiên Ngạo đấu với 5 con hung thú vây đánh nhưng không hề lo lắng. Thân pháp linh hoạt, ra tay tàn nhẫn. Hắn không thấy Quan Thiên Ngạo thi triển thuật thần thông gì, thường thì tung ra một kích là có một con yêu thú ngã xuống. Thoạt nhìn hắn ta dùng thủ đoạn đơn giản nhất, song hiệu quả rõ rệt, thoáng chốc đã đột phá phòng tuyến của yêu thú, mà hắn cũng không ham chiến. Dương Bách Xuyên thấy Quan Thiên Ngạo thành công là nhờ kinh nghiệm thực chiến phong phú, quả thật tên này không thể khinh thường. Mà cung thủ đúng là có tốc độ thân pháp kỳ lạ như Diệp Vô Tâm nói. Dương Bách Xuyên so sánh thì thấy dường như tốc độ của cung thủ còn nhanh hơn hắn một bậc. Chỉ thấy trong tay cung thủ có một con dao găm, y hóa thành bóng mở tấn công 4 con yêu thú vây đánh mình. Y vừa ra tay là mấy trăm nghìn con dao, thường thì mỗi con yêu thú sẽ liên tục kêu gào thảm thiết rồi hóa thành một bộ xương trong tay y. Cung thủ ra tay rất nhanh, hung ác tàn nhẫn, chẳng mấy chốc đã đột phá phòng tuyến của yêu thú, sau đó xoay người tiếp tục lên núi. Còn cặp huynh đệ song sinh Thạch Sơn và Thạch Thủy thì ra tay dứt khoát và thô bạo nhất. Hai huynh đệ có thân hình to lớn, đừng thấy bọn họ như núi thịt mà lầm, thân pháp không vụng về chút nào, ngược lại rất linh hoạt. Hai người phối hợp phải nói là chặt chẽ không chút sơ hở. Thạch Sơn thu hút hỏa lực, Thạch Thủy ra tay, thường thì một quyền giáng xuống sẽ có tiếng xương gãy vang lên, một con hung thú thân hình khổng lồ sẽ ngã xuống. Hơi nhiều yêu thú vây đánh hai huynh đệ này, những 8 con. Nhưng chỉ cần bọn họ đến gần, ra một quyền nhất định sẽ đập chết một con yêu thú, thoáng cái đã đột phá vòng vây sông ra ngoài, tiếp tục lên núi. Về phần Hạ Thiền sư tỷ, Dương Bách Xuyên thấy nàng ra tay cũng rất khó lường. Tuy nhiên, cách đánh của nàng tạo cho Dương Bách Xuyên cảm giác đầu tiên là hai chữ đẹp mắt. Có 4 con hung thú vây đánh Hạ Thiền. Khi Hạ Thiền ra tay, thân pháp linh hoạt như tinh linh nhảy múa, có nhu có cương. Hắn quan sát thấy Hạ Thiền ra tay nhìn như yếu ớt, nhưng thực ra là trong nhu có cương, hơn nữa toàn bộ công kích đều trúng chỗ hiểm. Nếu bị bàn tay ngọc ngà thon thả của Hạ Thiền chạm vào, thường thì một kích mất mạng. Dương Bách Xuyên cố gắng quan sát, cuối cùng phát hiện ra hung thú bị Hạ Thiền đánh trúng đều bị nội thương, điều quan trọng nhất là tất cả vị trí công kích đều là chỗ chí mạng. Không lâu sau Hạ Thiền cũng xông ra ngoài.
Trước khi đi, nàng nói với Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đằng xa, mau đuổi theo. Ở đây mùi quá quá nồng, sẽ dẫn tới nhiều yêu thú hơn đó. Nói xong nàng nhảy lên nhảy xuống mấy cái đã biến mất trong tầm mắt hai người. Hai mắt Dương Bách Xuyên sáng ngời, cuối cùng hắn đã có hiểu biết sơ bộ về thực lực và thủ đoạn của mấy người này. Chúng ta đi thôi, Diệp Vô Tâm vừa nói vừa định xông lên. Người khác đi rồi mà hai người vẫn chưa đi, phía trước lại có thêm mười mấy con hung thú kéo tới. Khoan đã, xông pha là chuyện của nam nhân, người đi theo ta là được. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không để cho Diệp Vô Tâm xông lên. Mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa nhìn thấy bản lĩnh của Diệp Vô Tâm, nhưng nàng nằm trong top thiên tài của 6 thế lực siêu nhiên lớn thì hẳn là thực lực không tệ. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên cho rằng Diệp Vô Tâm có thực lực là một chuyện, nàng ở bên cạnh hắn lại là chuyện khác, chủ nghĩa đàn ông tác quái khiến hắn không thể để cho nàng đi mạo hiểm. Lần này Dương Bách Xuyên quan sát 5 người khác ra tay, trong lòng đã có hiểu biết sơ bộ. Hắn thấy Quan Thiên Ngạo của Bổ Thiên Cung có kinh nghiệm thực chiến phong phú, không thể khinh thường. Đương nhiên đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, tên này vẫn chưa phô bày thủ đoạn thần thông chân chính, nhất định phải đề phòng. Về phần Lâu Mãn núi thần binh, Dương Bách Xuyên thấy hắn ta cũng chỉ là một con chó săn mà thôi. Đối phương vừa nhìn thấy mình là lập tức đi theo sau Quan Thiên Ngạo, mấy ngày trước hắn ta bị mình đánh bị thương nặng nên không ra tay. Dương Bách Xuyên đã đánh với Lâu Mãn, cảm thấy thực lực của người này cũng bình thường thôi, không đáng lo, vì vậy hắn không chú ý nhiều tới đối phương. Còn cung thủ Dãy Vân Vũ thì đặc điểm của thân pháp và tốc độ ra tay chỉ một chữ, nhanh. Cận chiến với người này rất nguy hiểm, cần chú ý. Huynh đệ song sinh của Song Thiên Môn là Thạch Sơn và Thạch Thủy lại rất thú vị, sức lực vô cùng cường đại, nhưng Dương Bách Xuyên cho rằng điểm lợi hại của cặp huynh đệ này là sự ăn ý với nhau, tâm linh tương thông. Hai người thành hổ, phải cẩn thận. Thủ đoạn của Hạ Thiền Sư Tỷ nằm ở chỗ có thể tìm được chính xác chỗ hiểm chí mạng. Có điều nàng là người phe mình, Dương Bách Xuyên không lo lắng. Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên đã cất bước xông vào trong đám hung thú. Lúc này 12-13 con hung thú bu lại, còn nhiều hơn số hung thú đám Hạ Thiền phải đối phó trước đó. Nhưng Dương Bách Xuyên không thèm để ý. Hắn chỉ bảo Diệp Vô Tâm theo sát mình. Nghe thấy lời nói vừa bá đạo vừa kiên quyết của Dương Bách Xuyên, Diệp Vô Tâm bĩu môi lẩm bẩm kiêu căng. Nói thì nói vậy, chứ trong lòng thấy ngọt ngào khó tả. Hắn đang bảo vệ mình sao? Sau đó, nàng tươi cười đi theo phía sau Dương Bách Xuyên. Chấm chấm chấm. Ở một nơi trên núi, Quan Thiên Ngạo và Lâu Mãn không đi xa mà dừng lại nhìn Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm ở đằng xa. Ngoài ra còn có cung thủ Dãy Vân Vũ xuất hiện trên một cây cổ thụ, cầm hồ lô rượu uống rượu, ánh mắt sáng ngời nhìn hai người Dương Bách Xuyên. Cặp song sinh Thạch Sơn Thạch Thủy của Song Thiên Môn, một người mạnh lãnh như tiền, một người cười hì hì như Phật Di Lặc. Hạ Thiền cũng không đi xa, dừng lại ở một nơi cách Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm 40 mét nhìn về phía họ. Nàng muốn xem thủ đoạn và thực lực của vị sư đệ này như thế nào. Dương Bách Xuyên quan sát người khác, tất nhiên người khác cũng quan sát hắn, không có ai là kẻ ngu cả. Năm người tách ra các nơi, chờ xem Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm đột phá rào cản từ hung thú. Tất nhiên chủ yếu là xem Dương Bách Xuyên ra tay. Bởi vì ít nhiều gì bọn họ cũng có chút hiểu biết về Diệp Vô Tâm, chỉ có Dương Bách Xuyên là xuất hiện giữa chừng. Mặc dù Dương Bách Xuyên bị Quan Thiên Ngạo lừa tới, nhưng ngoại trừ Quan Thiên Ngạo, những người khác đều nghĩ Dương Bách Xuyên có tu vi cảnh giới phân thần sơ kỳ, nếu hắn có chút bản lĩnh thì nên cẩn thận vẫn phải cẩn thận, nên lôi kéo thì lúc vào trong bí cảnh thao thiết có thể lôi kéo. Bí cảnh thao thiết được gọi là một thế giới riêng, trong đó không chỉ có bọn họ. Trong nhân tộc chắc chắn sẽ có các nhân tài khác xuất hiện, kẻ lánh đời và tán tu ma đạo cũng có, huống chi còn có cả tộc yêu tu. Thêm một người bạn có thực lực mạnh mẽ không phải chuyện xấu. Dương Bách Xuyên nhanh chóng xông đến chỗ hung thú, đối mặt với từng con hung thú bị máu tươi khơi dậy thú tính, sắc mặt hắn vẫn như thường. Hắn đi từng bước tới gần, thủ cốt tay phải hoạt động, trên tay lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt. Chân thình lình di chuyển. Vèo một cái cả người đã biến mất tại chỗ. Bộp 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 bộp. Hú hú hú. Từng âm thanh nặng nề cùng với tiếng gầm rú của hung thú vang lên. Thời gian chưa tới 3 hơi thở, khi Dương Bách Xuyên xuất hiện lần nữa,
hắn đã vượt qua phòng ngự của 13 con hung thú, xuất hiện cách đó 30 mét. Mà lúc này Diệp Vô Tâm chưa đi theo Dương Bách Xuyên, vẫn còn ở bên kia vòng vây của hung thú. Nàng há hốc miệng vì kinh ngạc. Chấm chấm chấm. Nàng gần như không nhìn rõ quá trình Dương Bách Xuyên ra tay, nhưng... ầm ầm. Từng tiếng ầm nối tiếp vang lên, 13 con hung thú đều ngã xuống, run rẩy trên mặt đất. Diệp Vô Tâm sốc. Đừng ngây ra nữa, mau tới đây, chúng ta đi thôi. Dương Bách Xuyên hét lên gọi Diệp Vô Tâm, Diệp Vô Tâm mới sực tỉnh. Ta đến. Đến đây. Chấm chấm chấm. Chưa đầy 3 hơi thở, 13 con hung thú đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, thân thể to lớn đổ trên mặt đất. Quan Thiên Ngạo hít sâu một hơi, khóe miệng dần giật. Giết 13 con hung thú không tính là gì, dù sao những con hung thú này có trí tuệ không cao, không phải yêu tu, hơn nữa thực lực không vượt quá cảnh giới phân thần. Đổi lại là hắn ta thì hắn ta cũng có thể làm được. Nhưng, hắn ta không thể đánh nhẹ nhàng như Dương Bách Xuyên, giết 13 con hung thú như giết gà giết vịt. Điều quan trọng nhất là thời gian, Dương Bách Xuyên chỉ dùng thời gian chưa đầy 3 hơi thở. Quan Thiên Ngạo nhẩm tính, nếu là hắn ta thì cần ít nhất thời gian 10 hơi thở, và lại phải dùng tới cửu M huyền thiên thủ. Như vậy, càng không thể giữ lại Dương Bách Xuyên, sau khi tiến vào bí cảnh nhất định phải giết đối phương. Quan Thiên Ngạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn ta nhìn Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm dưới núi, ánh mắt bốc lửa. Lúc này, tên Lâu Mãn Thần Kinh Thô còn chậc lưỡi nói, quan thiếu gia, thực lực của tên khốn Dương Bách Xuyên này quá mạnh. Chưa tới 3 hơi thở đã đánh bại 13 con hung thú, đúng là quái thai. Nếu là ngươi, ngươi cần bao lâu? Ngươi lo nhiều quá đấy, muốn rửa nhục trước hay là muốn vào bí cảnh? Tiêu diệt Dương Bách Xuyên mới là chuyện quan trọng. Nói xong Quan Thiên Ngạo lạnh lùng lườm Lâu Mãn rồi xoay người rời đi. Lâu Mãn dùng mình, vội vàng đi theo. Sau khi cung thủ dãy Vân Vụ nhìn thấy Dương Bách Xuyên chém giết 13 con hung thú, trong mắt đong đầy kinh hãi. Sau đó y nhảy từ trên cây xuống, nhanh chóng đi lên núi. Huynh đệ Song Sinh Thạch Sơn và Thạch Thủy của Song Thiên Môn cũng để lộ ánh mắt vô cùng thán phục. Đương nhiên là bọn họ biết việc giết 13 con yêu thú trong thời gian 3 hơi thở nói lên điều gì. Lão nhị Thạch Thủy mặt lạnh như tiền đột nhiên lên tiếng, sau khi vào trong bí cảnh, chúng ta có thể bày tỏ thiện ý với Dương Bách Xuyên, có thể kết bạn thì kết bạn, không thể kết bạn thì cũng không thể làm kẻ địch. Lão đại Thạch Sơn trông như Phật Di Lặc cười ha ha, được. Hai huynh đệ cũng lập tức lên núi. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Thiền cũng lóe lên tia sáng. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên cách mấy chục mét, mỉm cười nói một mình, xem ra mình đã đánh giá thấp sư đệ rồi, nói không chừng hắn không có bí bảo trong người nhưng vẫn có thể bình yên vô sự trong bí cảnh. Có khi mình còn phải dựa vào hắn nữa kia. Chấm chấm chấm. Dương Bách Xuyên không biết việc mình ra tay đã làm cho 6 thiên tài chấn động. Sau khi Diệp Vô Tâm đuổi kịp, hắn vẫn bảo nàng đi theo mình, hai người nhanh chóng lên núi. Trên đường đi, bọn họ gặp phải 3-4 đợt hung thú tấn công, nhưng đều tiêu diệt hết. 3 canh giờ sau, 7 người lần lượt lên tới đỉnh núi. Dương Bách Xuyên và Diệp Vô Tâm là nhóm cuối cùng leo lên đỉnh núi. Khi tới nơi... hai người phát hiện trên đỉnh núi đã có hơn 10 người chặn trước mặt bọn họ. Nói một chính xác thì không phải người, mà là yêu tu. Yêu tu đã hóa hình. Tròn 12 yêu tu, tất cả đều đã hóa hình. Rõ ràng là yêu tu chặn đường. Trong cảm giác, chỉ có 4 yêu tu mang khí tức của đại yêu ngũ chuyển, thực lực tương đương cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn của nhân tộc, những yêu tu còn lại đều là xuất khiếu trung hậu kỳ. Nhưng so sánh giữa yêu tu và nhân tộc cùng cấp bậc, thì thực lực của yêu tu mạnh hơn nhân tộc, trên người có thêm thần thông thiên phú. Hơn nữa yêu tu hóa thành hình người không thua gì nhân tộc, rất khó đối phó. Cả đám có ngoại hình quái dị, tóc đủ màu sặc sỡ. Khi bọn họ đứng cùng một chỗ, yêu khí ngút trời. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy nhiều yêu tu hóa hình người như vậy. 4 yêu tu tương đương cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn gồm 3 nam 1 nữ. Một người đàn ông trung niên ngực mọc đầy lông dài màu nâu, cao 3 mét, cực kỳ vạm vỡ, lông tóc đều có màu nâu. Một chàng trai khác mặc trường sam trắng, tay cầm quạt lông. Ngoại trừ mái tóc màu đỏ,
trông gã rất giống nhân tộc. Còn có một người mang bộ dạng trẻ con 16-17 tuổi, cặp mắt tam giác híp lại, tròng mắt đảo liên lịa. Người cuối cùng là một cô gái mặc đồ màu xanh gần như xuyên thấu, eo thon nhỏ tạo cảm giác như không có xương, vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất lẳng lơ. Hai bên đứng cách 30 mét nhìn nhau, không vội ra tay. Quan Thiên Ngạo là thủ lĩnh trên danh nghĩa trong nhóm 7 người. Hắn ta híp mắt nhìn bốn đại yêu, ta còn thắc mắc sao không gặp phải đại yêu trên đường, thì ra là chặn đường ở đây. Các ngươi biết điều thì tránh ra, chúng ta chỉ vào bí cảnh thao thiết thôi. Quan Thiên Ngạo rất kiêu ngạo, đối mặt với bốn đại yêu tu dẫn theo một đám tiểu yêu cản đường, hắn ta không hề sợ hãi. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ thấy cũng đúng. Sáu người Quan Thiên Ngạo được coi là đại diện cho các thế lực đứng đầu, quả thật bọn họ không có lý do gì phải sợ hãi những yêu tu này. Bốn đại yêu tu nhìn nhau, không ai nói gì, lại càng không có ai di chuyển, chỉ lẳng lặng đối đầu, bày ra dáng vẻ ta không cho các người qua đó. Dương Bách Xuyên nhìn thấy chỗ 50 mét phía sau đám yêu tu có một cây cổ thụ chọc trời to vô cùng, đường kính khoảng 15-16 mét. Đây là cái cây to nhất Dương Bách Xuyên từng thấy. Điều quan trọng nhất là trên cái cây này phát ra sóng linh khí mạnh mẽ và ánh sáng lục mờ ảo. Nhất là chỗ rễ cây có quầng sáng lưu chuyển, khả năng cao là lối vào bí cảnh thao thiết. Hình như những yêu tu này cũng biết nhóm Quan Thiên Ngạo không dễ chọc vào, cho nên bọn họ không chủ động tiến lên đánh mà chỉ đứng im. Lúc này, Quan Thiên Ngạo đanh mặt quát, ta nói lại lần nữa, các ngươi tránh ra, nếu không bản thiếu gia sẽ mặc kệ khế ước hòa bình giữa hai tộc nhân, yêu, tiêu diệt các ngươi. Lẽ nào các ngươi cho rằng mình có thể cản được chúng ta? Quan Thiên Ngạo nói xong, rốt cuộc yêu tu thư sinh cầm quạt lông trong bốn đại yêu tu cũng lên tiếng, từ lâu ta đã nghe nói thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung có tu vi huyền diệu. Lần này bí cảnh thao thiết mở ra, các thế lực chủng tộc lớn khắp Sơn Hải giới đều có thể đi vào. Nhưng đừng quên nơi này là đại hoang, suy cho cùng thì bí cảnh thao thiết cũng thuộc địa bàn của yêu tộc chúng ta. Quả thật các ngươi xuất thân từ 6 thế lực siêu nhiên lớn, mỗi người đều có tu vi cường đại, chúng ta chưa chắc là đối thủ của các ngươi. Nhưng, thế thì sao nào, chúng ta chỉ cần ngăn cản các ngươi một khoảng thời gian là được, để cho các thiên tài của yêu tộc chúng ta đi vào trước các ngươi một bước. Chiếm được tiên cơ chính là cơ duyên. Vậy nên Quan thiếu cung chủ à, muốn vào bí cảnh thao thiết. Nói đến đây, yêu tu ăn mặc kiểu thư sinh nở nụ cười, hi hi, ta thuộc tộc Mi Lộc của yêu tộc, tên là Lộc Trạng Nguyên, xin thỉnh giáo bản lĩnh của mấy vị thiên tài. Yêu tu tự xưng là Lộc Trạng Nguyên thuộc tộc Mi Lộc nói xong, người đàn ông cao 3 mét cất giọng vang như sấm tiếp lời, yêu tu Hoàng Kim Hùng xin thỉnh giáo. Yêu tu Ngân Thử xin chỉ giáo. Tiếp theo là đứa trẻ mắt tam giác. Yêu tu Thanh Xà xin thỉnh giáo. Cô gái eo thon cất lời, giọng nói rất u ám. Dương Bách Xuyên nghe là biết bản thể của mấy người này. Tư sinh là con nai, người đàn ông cao 3 mét là gấu ngựa vàng, đứa trẻ là tộc chuột, cô gái là mãng xà. Điều kỳ lạ là bốn người thẳng thừng nói ra mục đích và bản thể của mình. Rõ ràng là kéo dài thời gian, nhưng lại dùng cớ thỉnh giáo. Đối với nhân tộc mà nói, bất kể người tu chân hay là người bình thường đều lấy lễ nghĩa làm gốc. Mục đích của đám yêu tu này rất rõ ràng, đó là ngăn cản và kéo dài thời gian, để cho các thiên tài của yêu tộc tranh thủ thời gian tìm bảo bối trong bí cảnh thao thiết. Nhóm Quan Thiên Ngạo biết rõ mục đích của yêu tu, thế nhưng người ta đã nói là thỉnh giáo, bọn họ là phe nhân tộc ắt phải tiếp chiêu, lại còn không thể gay gắt vô lý, từng người phải đấu pháp với yêu tộc. Nếu không nói đạo lý, dứt khoát đánh một cách thô bạo, vậy thì người của 6 thế lực siêu nhiên sẽ trở thành trò cười. Vì vậy, 6 người bao gồm cả Quan Thiên Ngạo đều tái mét mặt mày, nhưng không còn cách nào khác. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên ở bên cạnh chỉ xem trò vui, dù sao cũng chẳng liên quan nhiều tới hắn. Hắn không phải người của thế lực siêu nhiên, không cần bận tâm chuyện đó. Giữa hai tộc nhân, yêu có giao ước không được vô cớ khơi mào chiến tranh giữa hai tộc. Bất kể bên nào đưa ra lời mời thỉnh giáo, bên còn lại phải làm theo quy tắc. Dương Bách Xuyên cảm thấy đây là hành vi ngu ngốc, cao thủ yêu tộc đã giành trước vào bí cảnh thao thiết, bây giờ nhân tộc gặp phải mấy kẻ cản trở thì cứ thẳng tay giết luôn cho xong việc rồi tiến vào bí cảnh thao thiết tìm mảnh vỡ thiên tỷ là được. Đây mới là hành động thực tế, còn nói lý gì chứ? Chờ một lát nữa thì yêu tộc vào bí cảnh thao thiết trước một bước đã giành hết miếng ngon rồi.
Chúng ta cử ra 4 người, một đấu một. Các ngươi đánh bại chúng ta thì tiến vào bí cảnh thao thiết. Yêu tu tự xưng là Lộc Trạng Nguyên cười ha hả nói. Ha ha, nếu là mấy vị hậu duệ thần thú kia của yêu tộc các ngươi chặn đường, may ra còn có chút tác dụng. 4 người các ngươi là cái thá gì? Muốn thỉnh giáo thì ta cho các ngươi toại nguyện. Quan Thiên Ngạo bỗng bật cười, Lâu Mãn ngươi lên đánh trận đầu, đánh chết không tính là làm trái ước định giữa hai tộc. Quan Thiên Ngạo vừa dứt lời, 4 đại yêu tu đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết thực lực của mấy vị nhân tộc này, bản thân chỉ nhận mệnh lệnh kéo dài thời gian mà thôi. Nói là thỉnh giáo đấu pháp cho xuôi tai, chứ nếu đánh nhau thật thì sẽ bất chấp sinh tử, chết là hết. Rõ ràng là bọn họ chặn đường đã chọc giận mấy thiên tài nhân tộc này. Nhưng không còn cách nào khác, mấy cao thủ yêu tộc ra lệnh cho bọn họ kéo dài thời gian, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Bây giờ xem ra đối phương muốn lấy mạng. Thấy tình hình không ổn thì rút, chúng ta làm hết sức là được, mọi người đừng để liên lụy tới tính mạng. Mi Lộc truyền âm cho 3 người bên cạnh. Chấm chấm chấm. Lâu Mãn là tay sai trung thành của Quan Thiên Ngạo. Hắn ta lập tức bước lên một bước, chỉ vào Mi Lộc, con nai kia ngươi ra đây, lão tử đánh với ngươi. Lâu Mãn từng bị Dương Bách Xuyên cho ăn hành, nhưng đối mặt với yêu tộc, hắn ta có lòng tin tuyệt đối. Đừng thấy cả hai đều là cảnh giới xuất khiếu đại viên mãn mà lầm, Lâu Mãn là thiên tài núi thần binh, một thế lực siêu nhiên của nhân tộc đấy. Bản thân hắn ta có thực lực không tầm thường, hơn nữa trên người có bí bảo của sư môn. Cho dù đánh với yêu tu cảnh giới phân thần sơ kỳ, hắn ta cũng chẳng sợ, chứ đừng nói chi đến một tên Mi Lộc tương đương cảnh giới xuất khiếu. Mi Lộc Lộc Trạng Nguyên đứng ra, híp mắt nhìn Lâu Mãn. Hừ. Lâu Mãn thẳng tay vung một quyền về phía Mi Lộc, trên nắm đấm phát ra ánh sáng. Gừ. Mi Lộc bên phe yêu tộc gầm gừ với Lâu Mãn, từng làn sóng năng lượng truyền ra từ trong miệng gã. Mấy người Dương Bách Xuyên xem cuộc chiến đều có thể nhìn thấy Mi Lộc công kích bằng sóng âm, dường như mang theo sức mạnh thần hồn. Mấy người Quan Thiên Ngạo nhíu mày, lo lắng cho Lâu Mãn. Không ngờ Mi Lộc lại sử dụng công kích sóng âm, điều quan trọng nhất là còn có thể ảnh hưởng tới thần hồn. Trong tầm mắt mọi người, nắm đấm của Lâu Mãn bỗng dừng lại, ánh mắt dã rời, rõ ràng là công kích sóng âm đã ảnh hưởng tới thần hồn của hắn ta. Dương Bách Xuyên lắc đầu. Thầm nói trong lòng, tên Lâu Mãn này đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Có điều hắn phát hiện mấy người Quan Thiên Ngạo nhíu mày nhưng nét mặt không mấy lo lắng. Điều này chứng tỏ mâu thuẫn giữa 6 thế lực lớn không đơn giản, chỉ mong đối phương chết. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy không đúng. Cho dù mọi người bất hòa cỡ nào cũng chỉ là mâu thuẫn nội bộ, lúc đối mặt với yêu tộc vẫn phải đoàn kết một lòng, bất cứ nhân tộc nào cũng phải biết điều này. Nhưng mấy người Quan Thiên Ngạo, Hạ Thiền lại không lo lắng cho lắm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên chợt nghĩ đến một thứ, rất có thể là bí bảo nhỉ. Ngay từ đầu 6 người này đã nhắc tới bí bảo, người nào người nấy đều rất thần bí. Nhưng Dương Bách Xuyên không biết bí bảo gì mà có thể khiến mấy người họ bình tĩnh như vậy. Lâu Mãn đã dừng tấn công, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là thần hồn đã bị sóng âm của Mi Lộc tấn công. Trong tiếng gầm rú, trong tay Mi Lộc lóe lên hàn quang, một thanh phi kiếm xuất hiện đâm về phía đầu Lâu Mãn. Vậy mà 5 người Quan Thiên Ngạo không có ai ra tay hoặc có ý định nhắc nhở. Điều này đã đủ chứng minh 6 người họ đều rất có lòng tin với bí bảo trên người mình. Lúc trước Dương Bách Xuyên còn hỏi Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm, Diệp Vô Tâm không trả lời mà chỉ nói bí bảo của họ là đồ của tiên gia, nhưng cụ thể là cái gì thì không thể nói. Bây giờ xem ra bí bảo trên người Lâu Mãn sắp ra tay rồi, nếu không hắn ta chỉ còn đường chết. Dương Bách Xuyên vô cùng chờ mong, muốn nhìn xem nó là bí bảo tiên kiếm gì. Một giây sau, khi phi kiếm của Mi Lộc Lộc Trạng Nguyên sắp đâm trúng Lâu Mãn, trong tầm mắt Dương Bách Xuyên xuất hiện biến cố bất ngờ. Tên họ Dương nào đó nói thầm, quả nhiên là có lá bài tẩy. Chỉ thấy toàn thân Lâu Mãn bỗng phát ra ánh sáng màu trắng ngà chói mắt như mặt trời, Dương Bách Xuyên nhìn suýt mù luôn, phải che mắt lại. Đồng thời, một luồng khí tức khiến người ta nghẹt thở phát ra. Sau đó, Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, á. Là tiếng hét của tên Mi Lộc kia. Mà sức mạnh cường đại đột nhiên bùng nổ kia phát ra từ trên người Lâu Mãn.
Dương Bách Xuyên cảm nhận được luồng sức mạnh ấy vô cùng cường đại, khiến tim hắn đập thình thịch. Sức mạnh bậc này đã vượt quá sức mạnh tu chân. Đây là cảm nhận duy nhất trong lòng Dương Bách Xuyên. Ánh sáng chói mắt đột nhiên phát ra, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Dương Bách Xuyên lập tức mở mắt ra, Lâu Mãn vẫn đứng đó, thần trí đã khôi phục. Nhưng Mi Lộc Lộc Trạng Nguyên đã đầu một nơi thân một nẻo, biến thành một con nai đỏ mất đầu. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy gì hết, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức vượt xa sức mạnh của người tu chân, trong lòng kết luận đây là bí bảo tiên gia. Quả thật hắn cũng rất kinh ngạc, rõ ràng là Lâu Mãn bị sóng âm của Mi Lộc tấn công thần hồn, rơi vào thế yếu. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, gã đã bị Lâu Mãn lấy mạng. Sức mạnh bậc này quả là xứng danh bí bảo tiên gia. Sắc mặt mấy người Quan Thiên Ngạo vẫn bình tĩnh, dường như bọn họ biết kết quả sẽ như vậy. Trong khi đó, sắc mặt đám yêu tu trở nên khó coi. Bọn họ đã nghe nói trong gần 100 năm qua, 6 thiên tài thuộc thế lực siêu nhiên nhân tộc trỗi dậy mạnh mẽ. Thế nhưng bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến thiên tài nhân tộc ra tay, tất nhiên không phục. Nhưng bây giờ, ai nấy đều chấn động, Mi Lộc là một nhân vật khá lợi hại trong mấy người bọn họ, không chỉ tu vi mà chỉ số thông minh và thủ đoạn đều cao cường. Nhưng không ngờ gã lại bị lấy mạng chỉ trong một chiêu. Hơn nữa không nhìn rõ người ta ra tay thế nào. Chỉ một người đã đáng sợ như vậy, huống chi là mấy người còn lại. Sao nào, còn tiếp tục không? Quan Thiên Ngạo nhìn ba đại yêu tu còn lại đã mặt mày biến sắc, hỏi với thái độ khinh bỉ. Tiếp tục á? Ha ha, không đâu. Ba đại yêu tu xua tay, một đám tiểu yêu phía sau đều tránh đường. Người ta cử đại một người ra đã có thể giết Mi Lộc trong nháy mắt, nếu ba bọn họ tiếp tục thì chỉ có đường chết. Yêu tu có thể tu luyện hóa thành hình người đều không phải đồ ngốc, cũng biết tiếc mạng. Bọn họ không cảm ngăn cản nữa, lập tức nhường đường. Hừ, chúng ta đi. Quan Thiên Ngạo cười gằn, đi đến cây cổ thụ. Dương Bách Xuyên hơi ngạc nhiên, cũng đi theo. Xem như hắn đã nhìn rõ bất kể là người hay yêu, thế giới này vẫn dựa vào thực lực. Lúc sắp đi, Lâu Mãn bất chợt nhìn hắn đầy ẩn ý, vẻ mặt đắc ý, tựa như muốn nói nếu ta sử dụng sức mạnh vừa rồi thì Dương Bách Xuyên ngươi là cái thá gì. Bị ánh mắt của Lâu Mãn khiêu khích, Dương Bách Xuyên cười ha ha, dùng khẩu hình nói hai chữ, ngu ngốc. Đúng là luồng sức mạnh vừa rồi của Lâu Mãn khiến hắn chấn động, nhưng hắn không có sức đánh trả chắc. Lâu Mãn bị Dương Bách Xuyên chọc giận đến mức miệng méo sạch, nhưng phải nén giận vì bị Quan Thiên Ngạo trừng mắt. Hắn ta hung hăng mắng trong lòng, nhãi danh chờ đó, khi nào vào bí cảnh thao thiết, để coi ngươi chết thế nào. Dương Bách Xuyên cực kỳ cạn lời trước dáng vẻ Lâu Mãn hoàn toàn xem mình là tay sai của Quan Thiên Ngạo. Tất nhiên hắn biết Quan Thiên Ngạo và Lâu Mãn muốn gài bẫy mình, nhưng hắn không quan tâm. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất cứ hành vi phách lối nào cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Các ngươi có bí bảo trong người, anh đây có sức mạnh trên nắm đấm. Dám gài bẫy thì thử xem ai bẫy ai. Chấm chấm chấm. Bị yêu tu cản đường chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, không lâu sau 7 người đã tới trước cây cổ thụ trên đỉnh núi. Dương Bách Xuyên cảm thấy khi đứng trước cây cổ thụ này, mấy người bọn họ chỉ là con kiến nhỏ bé. Cây cổ thụ trước mặt quá lớn, chỉ riêng đường kính thân cây đã hơn 10 mét, thảo nào nó là lối vào bí cảnh thao thiết. Lúc này, trước tầm mắt mấy người là một hốc cây to cao khoảng 9 mét, rộng tầm 3 mét, ánh sáng lục mờ ảo soi rọi, không nhìn rõ tình hình bên trong. Quan Thiên Ngạo lên tiếng, cây này chỉ là lối vào bí cảnh thao thiết, tức là cánh cửa truyền tống. Mọi người cứ trực tiếp đi vào, không cần căng thẳng. Nhưng sau khi vào bí cảnh thao thiết phải cẩn thận, trong bí cảnh là một thế giới tăm tối không có nhật nguyệt trăng sao, được gọi là một vùng thế giới. Bên trong có thú hoang thời man hoang. Không có linh trí hay tu vi đáng kể, nhưng sức lực cực lớn, là hung thú nguyên thủy. Cho dù là cảnh giới phân thần cũng có thể bị chúng giết chết. Nói đến đây, Quan Thiên Ngạo dừng lại mỉm cười rồi mới nói tiếp, có điều cánh cửa truyền tống này truyền tống không ổn định, có khả năng mọi người đi vào sẽ bị truyền tống đến các nơi khác nhau trong bí cảnh thao thiết, tỷ lệ cùng một chỗ rất thấp, vì vậy phải cẩn thận mới được. Nhất là Dương Huynh, người không có bí bảo thì càng phải cẩn thận. Tuyệt đối đừng để bị thú hoang trong bí cảnh ăn thịt. Đương nhiên khi gặp nguy hiểm, người có thể cầu cứu. Đây là bùa truyền tin của Quan Mỗ, Dương Huynh hãy cầm lấy,
khi nào cần thì thông báo cho ta. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta có thể mau chóng tới cứu ngươi. Quan Thiên Ngạo mỉm cười nói, tỏ vẻ nhiệt tình quan tâm Dương Bách Xuyên, còn tiện tay vỗ vai hắn. Trong bàn tay còn lại xuất hiện một lá bùa truyền tin, hắn ta đưa cho Dương Bách Xuyên. Nghe vậy Dương Bách Xuyên cũng chỉ mỉm cười, híp mắt hất tay Quan Thiên Ngạo ra, cảm ơn quan huynh quan tâm, Dương mỗ sẽ cẩn thận. Nếu thật sự gặp thú hoang, gặp con nào ta giết con đó là được. Nhưng quan huynh cũng phải cẩn thận đấy, đừng xui xẻo bị truyền tống vào hang sói làm mồi cho sói. Chẳng phải là mỉm cười châm chọc nhau sao? Con mẹ nó anh đây cũng không kém nhé. Đúng như dự đoán, Quan Thiên Ngạo vẫn tươi cười không hề tức giận, cất bùa truyền tin đi, nếu vậy thì hẹn gặp lại trong bí cảnh. Chúc Dương huynh may mắn. Yên tâm đi, trước giờ số ta rất may. Dương Bách Xuyên cười híp mắt đáp lời. Sau đó, Quan Thiên Ngạo liếc nhìn Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền rồi xoay người bước vào hốc cây, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo là Lâu Mãn, huynh đệ song sinh Thạch Sơn Thạch Thủy và cung thủ đi vào hốc cây. Đám yêu tu đứng đằng xa nhìn, trước hốc cây chỉ còn lại ba người Hạ Thiền, Diệp Vô Tâm và Dương Bách Xuyên. Diệp Vô Tâm lo lắng nói, Bách Xuyên à, Quan Thiên Ngạo nói đúng đấy, ta từng nghe lão tổ tông nói địa điểm sau khi tiến vào cánh cửa thao thiết không cố định, người nhất định phải cẩn thận. Sau khi vào trong, ba chúng ta dùng bùa truyền tống thông báo cho nhau, tập hợp với nhau nhé. Sư đệ à, Vô Tâm muội muội nói không sai. Sau khi vào trong, người hãy liên lạc với chúng ta ngay lập tức. Lần này cao thủ yêu tộc đã nhanh chân tiến vào bí cảnh thao thiết trước, có lẽ nguy hiểm không chỉ đến từ hoang thú trong bí cảnh, đáng sợ nhất là yêu tộc đại hoang. Bọn họ là yêu tu có trí tuệ, rất khó đối phó. Rất có thể là hải yêu tộc đã hợp tác với yêu tộc đại hoang, cùng chèn ép nhân tộc chúng ta. Ngươi nhất định phải cẩn thận đấy. Chém giết trong bí cảnh thao thiết không bị ràng buộc bởi giao ước hòa bình giữa hai tộc nhân, yêu đâu. Hạ Thiền dặn dò. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Các ngươi cũng phải cẩn thận nhé. Dương Bách Xuyên gật đầu, ba người đã trao đổi bùa truyền tin từ trước. Được, chúng ta đi thôi. Dứt lời Hạ Thiền dứt khoát bước vào hốc cây, biến mất dạng. Diệp Vô Tâm nói gót, nhưng sau đó nàng dừng lại nói, à phải rồi Bách Xuyên, ngươi cẩn thận năng lượng khí tức trong bí cảnh nhé. Nghe nói trong bí cảnh, năng lượng nguyền rủa có trong không khí ở khắp nơi. Nếu ngươi cảm thấy linh khí bất thường thì tuyệt đối đừng hấp thụ. Lão Tổ Tông nhà ta nói năng lượng nguyền rủa vô hình vô sắc, không thể đề phòng, thật ra nó là loại năng lượng linh khí nào đó, một khi chúng chiêu sẽ mất lý trí, biến thành thú hoang không có trí tuệ. Ta biết rồi. Dương Bách Xuyên gật đầu, đi thôi. Hai người cùng bước vào trong hốc cây. Sau cơn choáng váng, dưới chân chạm vào thực chất, Dương Bách Xuyên mở mắt ra thì thấy mình đang ở một thảo nguyên. Dưới chân là một bãi cỏ nở đầy hoa dại muôn sắc muôn màu, trông rất đẹp. Quả nhiên trên bầu trời không có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao gì hết, hoàn toàn là một vùng tăm tối mờ mịt. Nơi này không phân chia thời gian. Đằng xa có núi cao mịt mù, sông dài uốn lượn. Nếu có mặt trời treo cao thì nơi này đúng là một thế giới bồng lai. Trước tiên Dương Bách Xuyên sử dụng linh thức muốn quan sát bí cảnh thao thiết này, nhưng lại phát hiện nơi này không thể sử dụng linh thức. Trong phạm vi mấy nghìn mét không có một bóng người, ngay cả một con chim sẻ cũng không có, vô cùng vắng vẻ đến mức khiến người ta bất an. Đúng là một tiểu thế giới kỳ lạ. Dương Bách Xuyên lập tức lấy bùa truyền tin của Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm ra để tìm họ. Nhưng khi hắn kích hoạt bùa truyền tin lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Dương Bách Xuyên cười khổ, chỉ đành từ bỏ. Xa quá. Bùa truyền tin là pháp bảo truyền tin mà người tu chân thường dùng, nhưng có hạn chế khu vực, nếu nằm ngoài phạm vi nghìn mét thì không dùng được. Hoặc là trong bí cảnh này có hạn chế, không thể sử dụng. Nếu ở đây không thể sử dụng linh thức, thì bùa truyền tin mất tác dụng cũng không có gì lạ. Hiện tại hắn chỉ có thể đi về phía trước tìm Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền. Chỉ cần đến gần trong phạm vi nghìn mét, cho dù bùa truyền tin không thể sử dụng, Dương Bách Xuyên cũng có thể tìm được Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền dựa vào ấn ký trên bùa truyền tin. Điều hắn lo lắng nhất là Quan Thiên Ngạo gây bất lợi cho Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền trong bí cảnh thao thiết. Trong lần hắn nghe trộm trên thuyền phi hành, Quan Thiên Ngạo đã nói vậy. Dương Bách Xuyên vừa di chuyển,
đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua. Sức gió không mạnh nhưng lại khiến Dương Bách Xuyên biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức u ám quanh quẩn trong không khí, rất quái dị. Hắn cứ có cảm giác luồng khí tức này không bình thường. Hắn nghĩ tới năng lượng nguyền rủa mà Diệp Vô Tâm từng nhắc tới. Dương Bách Xuyên không lo lắng về chuyện đối phó với năng lượng có thuộc tính âm, bởi vì hắn biết có người có cách. Sau khi lùi lại hơn 10 mét tránh thoát cơn gió tập kích, Dương Bách Xuyên nhếch miệng nói với không khí, Thu Nhi xuất hiện đi, ta biết muội đi theo. Chủ nhân, .sao người biết muội sẽ tới. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, cách đó 3 mét, Ngô Mặc Thu cũng hiện ra chân thân, trong lòng nàng thầm thán phục tu vi thông thiên của chủ nhân nhà mình. Nàng ở Vân Môn bế quan trăm năm để có thể giúp đỡ được chủ nhân, làm một cái bóng của chủ nhân, sau khi tu vi đạt tới thành tựu xuất khiếu đại viên mãn, Ngô Mặc Thu tự cho rằng không một ai có thể phát hiện ra khả năng ẩn thân của nàng. Không ngờ vẫn bị chủ nhân phát giác. Thứ mà nàng tu luyện chính là Phong Đô Quyết, một công pháp tu luyện độc nhất của quỷ tu, theo tu vi tăng dần, một số thiên phú tu luyện của quỷ tu cũng sẽ được xuất hiện. Thiên phú ẩn thân thường được sử dụng nhiều nhất. Hơn nữa đã đạt tới trình độ dung hợp với thiên địa, nàng cho rằng sẽ không có ai phát hiện ra sự tồn tại của mình, kết quả là chủ nhân vẫn nhận ra. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Ngô Mặc Thu xuất hiện, hắn lắc đầu cười khổ, muội đó, không phải đã dặn muội ở lại Vân Môn thủ hộ à, sao còn chạy theo tới đây làm gì? Chủ nhân, muội đã nói sẽ làm cái bóng của chủ nhân cả đời, năm đó, khi chủ nhân gặp nạn ở đảo Hồng Kông, muội đã thề. Nếu như chủ nhân có thể bình an vô sự, muội vĩnh viễn sẽ đi theo chủ nhân, bây giờ muội cũng xem như có chút thành tựu tu luyện, đương nhiên phải đi cạnh chủ nhân rồi. Hơn nữa, hiện tại Vân Môn có nhiều cao thủ như vậy, Thanh Mai tỷ tỷ còn tu luyện Phong Đô Quyết tới phân thần cảnh, muội có ở lại Vân Môn hay không cũng không quan trọng, chỉ bằng lén lút đi theo chủ nhân, trước khi đi Triệu Nam tỷ cũng đã đồng ý rồi, thế nên muội mới theo tới đây. À đúng rồi, chủ nhân, người còn chưa nói vì sao lại phát hiện được ra muội. Hiện tại ẩn thân của muội đã tu luyện đạt tới trạng thái có thể dung hợp với thiên địa, cứ nghĩ là cẩn thận lắm rồi. Sao vẫn bị chủ nhân phát hiện ra? Vẻ mặt của Ngô Mặc Thu không thể hiểu nổi. Dương Bách Xuyên cười cười lắc đầu nói, ban đầu, ta cũng không hề phát hiện, nhưng khi ở trên phi hành thuyền, lúc khí thức của Hạ Thiền Sư Tỷ thay đổi, đột nhiên ta cảm nhận được linh khí dao động phía sau lưng. Cẩn thận xem lại thì mới phát hiện ra là muội, đúng là khí thức ẩn thân hiện tại của muội, nếu như chú ý khống chế lại, ta cũng không thể nào phát hiện được. Muội đó bỏ đi, nếu như đã đến rồi thì cứ đi theo vậy, xem ra muội cũng đã nghe thấy bọn ta nói chuyện, đây là một nơi đặc thù trong bí cảnh thao thiết, khắp nơi đều đầy rẫy những nguy hiểm, muội phải tự cẩn thận, đợi lát nữa thì tiếp tục ẩn thân, chúng ta sẽ liên lạc với nhau, đến lúc đó cũng có thể đối phó với những tình huống khẩn cấp. À đúng rồi, ta cảm nhận được một cỗ khí tức u ám đặc biệt trong thiên địa, có lẽ là sức mạnh lời nguyền mà mấy người họ từng nhắc tới, muội xem có biện pháp ứng đối hay không, ta luôn cảm giác những khí tức này không được thoải mái, nếu như hấp thu vào trong cơ thể thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tâm thần. Dương Bách Xuyên nói với Ngô Mặc Thu. Thấy Dương Bách Xuyên đồng ý, còn không hề trách cứ, Ngô Mặc Thu lập tức vui vẻ, nàng rất vui khi có thể giúp được chủ nhân nhà mình. Nghe vậy, nàng đáp lời, chủ nhân yên tâm, thể chất của muội vốn thuần âm, bất cứ sức mạnh thuộc tính âm nào trên thế gian đều có biện pháp, trong không khí ở đây quả thật có tồn tại thứ gì đó u ám, nhưng muội có thể hấp thụ được, chủ nhân chờ một lát, muội thi triển một đạo bí pháp trên cơ thể chủ nhân thì sẽ có thể chống lại những lực lượng này. Dứt lời, Ngô Mặc Thu phất tay đánh từng đạo pháp quyết về phía Dương Bách Xuyên, trọng miệng lẩm nhẩm những âm thanh mơ hồ. Chủ nhân, xong rồi. Bây giờ không phải sợ nữa, muội đã thi triển lên người chủ nhân thiên phú thần thông độc nhất của quỷ tu, bất cứ lực lượng nào thuộc tính âm đều không thể xâm nhập vào trong cơ thể người. Ngô Mặc Thu có chút đắc ý nói. Được đó, không ngờ bây giờ Thu Nhi cũng là cao thủ rồi, trở về sẽ ghi công cho muội. Dương Bách Xuyên cười tán thưởng. Hi hi, Thu Nhi không cần ghi công, chỉ mong sau này chủ nhân ra ngoài, bất kể là đi đâu thì cũng sẽ mang theo Thu Nhi. Thu Nhi hy vọng mình mãi mãi là cái bóng của chủ nhân, Thu Nhi cũng nỗ lực tu luyện, sẽ không gây trở ngại cho người đâu. Ngô Mặc Thu nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên nghe Ngô Mặc Thu nghiêm túc như vậy, trái tim hắn bỗng run lên, sao hắn lại không hiểu tâm tư của nha đầu này được. Trong số người ở Vân Môn,
đi cùng hắn lâu nhất trên con đường tu luyện, trả giá, bầu bạn nhiều nhất không ai khác chính là Ngô Mặc Thu. Năm đó, từ khi Thu nhận tỉ muội bọn họ và Kiều Phúc, Ngô Mặc Thu làm việc gì cũng rất cẩn trọng, nàng giúp đỡ cho hắn rất nhiều, bảo nàng làm chuyện gì cũng chưa từng có lấy một câu oán hận, thậm chí còn có mấy lần, suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Dương Bách Xuyên biết, nàng làm tất cả cũng chỉ vì muốn làm bạn, đồng hành cùng hắn. Tu luyện trăm năm, tu vi của nàng đã đạt tới xuất khiếu đại viên mãn, vẻn vẻn một bước nữa thôi là có thể bước vào phân thần cảnh. Đối với người tu chân mà nói, thời gian 100 năm không hề dài, có lẽ cũng chỉ bằng một lần bế quan, thế nhưng để đạt tới xuất khiếu đại viên mãn, khoảng thời gian này nàng đã phải trả giá biết bao nỗ lực, Dương Bách Xuyên không cách nào tưởng tượng nổi, nhà đầu này đã chịu khổ sở thế nào. Đều là tu luyện quỷ tu, Bộ Thanh Mai một lần đã có thể đột phá cảnh giới phân thần sơ kỳ, bởi vì khi đó Bộ Thanh Mai đã hấp thụ âm sát trụ được dung hợp bởi thiên địa, đây chính là cơ duyên trời ban. Nhưng Ngô Mặc Thu thì không có, nàng hoàn toàn dựa vào nỗ lực chăm chỉ của bản thân mới có được thành tựu tu vi như ngày hôm nay, tất cả cũng chỉ vì muốn theo cạnh người chủ nhân là hắn. Nàng đang sợ tu vi không theo kịp, sợ bản thân sẽ mang lại phiền phức cho hắn, thế nên Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được nàng đã cố gắng hơn bất kỳ ai hết, thứ nàng phải trả giá cũng nhiều hơn gấp bội, nàng làm tất cả chỉ vì một câu nói ngày hôm nay, nàng bằng lòng làm cái bóng của hắn mãi mãi, đi cùng hắn cả đời. Lòng chân thành này lớn tới mức nào đây? Dương Bách Xuyên có cảm động không? Đương nhiên là cảm động, hơn nữa trong lòng hắn còn có chút cảm giác chua xót. Hắn bước tới đưa tay vỗ lên đầu của Ngô Mặc Thu, nhà đầu ngốc, ta đáp ứng với muội, từ nay về sau, cho dù đi đâu cũng sẽ mang theo muội, không xa không rời. Chủ nhân vành mắt Ngô Mặc Thu đỏ lên, gương mặt lộ ra nụ cười vui sướng, bao nhiêu nỗ lực khổ sở tu luyện chính là vì một câu nói này của chủ nhân. Tất cả mọi khó khăn của nàng đều đáng giá. Được rồi, chúng ta nên đi tìm Hạ Sư Tỷ và Diệp Vô Tâm thôi, ta sợ Quan Thiên Ngạo sẽ gây bất lợi cho các nàng. Dương Bách Xuyên cười cười nói. Được, chủ nhân yên tâm, bây giờ Thu Nhi cũng đã tu luyện được một số thiên phú thần thông của quỷ thi, nhất định có thể giúp chủ nhân một tay. Ngô Mặc Thu lập tức vui vẻ nói. Dứt lời, nàng lại ẩn mình bên cạnh Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cẩn thận cảm nhận lại, quả thật là không phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Mặc Thu, mấy ngày trước ở trên phi hành thuyền, mặc dù cảm nhận được Ngô Mặc Thu nhưng lúc đó Hạ Thiền đã phóng ra một khí tức cường đại, khiến cho Ngô Mặc Thu lo lắng, cho rằng Hạ Thiền gây nhiều bất lợi cho hắn, cộng thêm vốn dĩ giữa hắn và Ngô Mặc Thu còn có khí tức thần hồn giống nhau, vậy nên hắn mới có thể cảm nhận được nàng. Có điều, vào lúc này, sau khi Ngô Mặc Thu ẩn thân, Dương Bách Xuyên lại không phát hiện được ra nàng nữa. Trong lòng hắn cảm thán, xem ra thế gian này thiên phú của quỷ tu là độc nhất vô nhị. Ngô Mặc Thu sớm đã có thiên phú ẩn thân, nhưng tu vi tăng lên, thiên phú này lại ngày càng cao thâm, đã đạt tới ngưỡng có thể dung hòa với trời đất. Như vậy xem ra, thiên phú ẩn thân này quả thật là đáng sợ. Dương Bách Xuyên nghĩ bản thân hắn còn không cảm nhận được thì người khác cũng đừng mơ. Nếu như Thu Nhi bất ngờ đánh lén, e là không một ai có thể tránh được. Dù sao thì lần này Ngô Mặc Thu cũng lén lút theo tới đây, ngược lại cũng trở thành một lá bài tẩy trong bí cảnh này, trong lòng cũng tốt hơn nhiều. Thu Nhi, chúng ta đi thôi, trong bí cảnh chúng ta sẽ trao đổi bằng thần thức, muội cũng phải cẩn thận. Dương Bách Xuyên dặn dò. Chủ nhân yên tâm, Thu Nhi sẽ cẩn thận, giọng của Ngô Mặc Thu vang lên. Nếu như không phải có thể trao đổi thần thức với Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ không phát hiện ra nàng đang ở bên cạnh mình. Tâm tình của Dương Bách Xuyên rất tốt, sau khi chọn một phương hướng, dặn dò Ngô Mặc Thu rồi vội vàng lên đường, trước tiên hắn phải tìm được Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm, đến khi đó ba người bọn họ có thể hợp thành một nhóm nhỏ, đi lại trong bí cảnh cũng sẽ dễ dàng hơn. Đi một đoạn đường, mục tiêu của Dương Bách Xuyên là một ngọn núi ở phía xa. Nơi đó cũng tương đối gần với Hoa Hải. Ở nơi này, hắn hoàn toàn không biết gì về tình huống xung quanh, cũng không quen thuộc địa hình, vì vậy chỉ đành tùy tiện đi về một hướng. Một lúc lâu sau, hắn đã xuyên qua Hoa Hải tiến vào một rừng rậm quỷ dị. Nhìn thấy ngọn núi đang ở ngay phía trước, nhưng hắn bắt buộc phải đi xuyên qua khu rừng này mới có thể đến được. Nói nơi này là khu rừng quỷ dị nhưng bởi vì bí cảnh này vốn không có mặt trời. Mặt trăng và các vì sao,
bầu trời tối đen, sau khi tiến vào khu rừng này thì càng lúc càng tối. 10 phút sau, Dương Bách Xuyên gần như không nhìn thấy ánh sáng, giống bước chân vào màn đêm. Ngay lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của Ngô Mặc Thu, chủ nhân, muội cảm nhận được, hình như chúng ta đang bị theo dõi. Nghe Ngô Mặc Thu nói vậy, Dương Bách Xuyên dừng bước, hắn không cảm nhận được không có nghĩa là Ngô Mặc Thu cũng như vậy, nàng là quỷ tu, từ một góc độ nào đó mà nói, quỷ tu là linh hồn tu vi nhập đạo, cảm giác sẽ nhạy bén hơn so với tu chân giả. Huống chi, hiện tại tu vi của Ngô Mặc Thu cũng không hề yếu, nếu nàng đã nói như vậy thì cũng rất có khả năng. Chỉ là ở một nơi như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không biết mình đã bị cái gì theo dõi. Là yêu tu sao, là thú hoang trong bí cảnh hay là nhân tộc? Dừng lại một lúc, Dương Bách Xuyên lại tiếp tục đi, hắn không quay đầu mà chỉ đi chậm lại, trong lòng thầm trao đổi với Ngô Mặc Thu, Thu Nhi, muội quan sát ở phía sau, cẩn thận một chút, nhìn xem thứ gì đang theo dõi chúng ta. Đã hiểu. Ngô Mặc Thu đáp một tiếng rồi rời đi. Dương Bách Xuyên bước từng bước về phía trước, sức mạnh giữa lòng bàn tay chỉ chờ được phân phó. Bước dần vào trong rừng sâu, càng ngày càng tối gần như là không nhìn thấy cả năm đầu ngón tay, nơi này không thể dùng linh thức để tra xét, tầm nhìn mắt thường có tốt tới đâu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bị theo dõi, mặc kệ là người hay yêu thì đều không phải thứ gì tốt lành, hắn sẽ không nương tay. Từ giờ trở đi, hắn đã ở trong một hoàn cảnh mà không phải ngươi chết thì là ta chết, không nên cầu thả nhân từ mà phạm sai lầm. Càng không nói tới những sinh linh khác trong bí cảnh. Chỉ riêng hai người Quan Thiên Ngạo và Lâu Mãn thôi đã đủ rồi, bọn họ hận không thể giết chết hắn. Cung thủ Vân Vũ Lĩnh và hai huynh đệ sinh đôi Thạch Sơn và Thạch Thủy của Thiên Môn, cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra ba người họ có ý địch với mình, nhưng cho dù là có thì cũng không thể nói rõ, ba người họ là bằng hữu của hắn. Tóm lại ở trong bí cảnh này vẫn nên cẩn thận chút thì hơn. Lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng của Ngô Mặc Thu, chủ nhân cẩn thận. Đối phương ra tay rồi. Có Ngô Mặc Thu âm thần nhắc nhở, Dương Bách Xuyên bình tĩnh, hắn bỗng nhiên quay đầu đánh một quyền về phía sau. Khụ. Một tiếng kêu đau vang lên. Kẻ đánh lén không ngờ Dương Bách Xuyên lại phản ứng nhanh như vậy, hoặc nói đúng hơn là Dương Bách Xuyên sớm đã phát hiện ra hắn đánh lén. Thu Nhi. Một trường này của Dương Bách Xuyên đã đánh trúng đối phương, thuận tiện gọi Thu Nhi ra. Ý bảo nàng tuyệt đối không buông tha. Rõ ràng là sau khi bị một trưởng của Dương Bách Xuyên đánh trọng thương, đối phương có ý muốn rút lui. Chủ nhân yên tâm, hắn không thoát được. Giọng Ngô Mặc Thu vang lên. Mà Dương Bách Xuyên thì theo sát phía sau, hắn đánh ra một chiêu, Trích Tinh Thủ. Trong bóng tối, Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn ánh sáng màu vàng trên tay phải, chiếu sáng quanh khu rừng bán kính mấy chục mét. Dương Bách Xuyên đuổi theo sau, dưới ánh sáng vàng chiếu rọi, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ kẻ theo dõi đánh lén mình là ai. Không ngờ lại là Lâu Mãn. Có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không hề ngạc nhiên. Ngạc nhiên là hắn đang tìm Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền, hắn không cảm nhận được truyền tấn phù, nhưng không ngờ bản thân lại bị Lâu Mãn tìm được, giống như hắn ta đã sớm phát hiện ra mình. Điều này không đúng với lẽ thường. Địa điểm truyền tống của mỗi người rõ ràng không phải cùng một địa điểm, mà bản thân hắn lại bị Lâu Mãn phát hiện chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ có thể nói là trùng hợp, địa điểm hắn và Lâu Mãn bị truyền tống rất gần, nếu không thì Lâu Mãn có cách để tìm được hắn. Dương Bách Xuyên không ngạc nhiên bởi vì chính hắn đã từng dạy cho Lâu Mãn một bài học, tên này còn là chó săn của Quan Thiên Ngạo, muốn giết chết hắn cũng là điều dễ hiểu. Dương Bách Xuyên tự cho là mình đã rất cảnh giác. Sẽ không bị Lâu Mãn theo dõi hoặc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nhỏ nào, nhưng bây giờ xem ra là không phải như vậy, cho dù hắn có cẩn thận tới đâu thì vẫn bị để mắt tới, chuyện này khiến hắn rất nghi ngờ. Theo hắn nghĩ thì Lâu Mãn có thể tìm thấy hắn nhanh như vậy, rõ ràng là trên người hắn đã bị thi triển bí thuật gì đó, nhưng trong đầu nghĩ đi nghĩ lại hắn và Lâu Mãn cũng không hề tiếp xúc để gã có cơ hội âm thầm ra tay. Đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Trong lúc ra tay, đột nhiên hắn nghĩ tới một điểm mấu chốt. Đó chính là Quan Thiên Ngạo. Bởi vì khi tiến vào bí cảnh Thao Thiết, Quan Ngạo Thiên đã giả nhân giả nghĩa tặng cho hắn truyền tấn phù, thuận tay còn vỗ vỗ lên bả vai của hắn.
Đây là điểm đáng ngờ duy nhất. Nếu như cái vỗ vai giả tạo này của Quan Thiên Ngạo đã để lại ấn ký gì trên người hắn, vậy thì có thể giải thích được vì sao Lâu Mãn lại tìm được hắn, ra tay đánh lén nhanh như vậy. Bởi vì hắn biết Quan Thiên Ngạo rất muốn đào cho hắn một cái bẫy, mà thân là một tên chó săn của Quan Thiên Ngạo Lâu Mãn lại bị hắn đánh, ôm hận trong lòng, Quan Thiên Ngạo hạ lệnh cho gã tìm hắn ra tay, điểm này cũng không có gì lạ. Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên ớn lạnh, sát ý bùng lên, hắn nói với Ngô Mặc Thu, Thu Nhi, muội không cần phải ra tay, cứ giao Lâu Mãn cho ta, chú ý xung quanh, ta nghi ngờ Quan Thiên Ngạo cũng đang ẩn núp trong tối. Nếu như Lâu Mãn và Quan Thiên Ngạo đi cùng nhau, Lâu Mãn xuất hiện thì Quan Thiên Ngạo chắc chắn cũng đang ở gần đây. Dương Bách Xuyên không thể không cẩn thận. Chủ nhân, Thu Nhi đã rõ. Giọng Ngô Mặc Thu vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Mà ngay lúc này, Lâu Mãn đã phát hiện mình bị Dương Bách Xuyên nhìn thấy, hắn ngược lại cũng không sợ hãi, hắn cười ham hiểm nói, Dương Bách Xuyên, bề ngoài thì lão tử nhịn ngươi, nếu như có Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền thì ra đây không muốn phiền toái, nhưng ở trong bí cảnh, ngươi chết chắc rồi. Chưa biết ai chết đâu. Dương Bách Xuyên cười lạnh, dứt lời hắn vung tay chộp đến trước ngực Lâu Mãn. Với Lâu Mãn mà nói, nếu chỉ đơn thuần dựa vào thực lực của bản thân thì đương nhiên hắn không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên, có điều trên người hắn có bí bảo tiên gia do sư phụ ban tặng, hắn tự nhận mình có dư sức đối phó với Dương Bách Xuyên. Đối mặt với một trường phát ra ánh sáng màu vàng đang vung tới, Lâu Mãn không hoảng sợ, hắn nắm tay nghênh đón nắm đấm của Dương Bách Xuyên. Vẫn là vầng sáng màu trắng sữa cực kỳ chói mắt tản ra từ trên người Lâu Mãn, phát ra một sức mạnh cường đại khiến cho người ta kinh hãi. Ầm ầm. Một cú đánh chói tai vang vọng cả đất trời. Sức mạnh của hai nắm đấm đối đầu với nhau. Màu vàng và trắng sữa rọi sáng cả khu rừng. Dương Bách Xuyên rên một tiếng rồi lùi về phía sau. Răng rắc. Hắn lùi về hơn 10 mét, sau đó đụng phải một gốc cây đại thụ. Khí huyết trong cơ thể sôi trào. Hắn cưỡng ép đối đầu chính diện với sức mạnh vượt qua tu chân giả trên người của Lâu Mãn. Nhìn qua thì có vẻ như hắn không địch lại, nhưng thực ra không hề bị thương nặng, một kích này đã có thể thăm dò được lực lượng của Lâu Mãn, đối với hắn mà nói thì sức mạnh này có thể tương đương với Trịnh Bân Bân, có lẽ là trên dưới phân thần hậu kỳ, cũng không phải là không thể đánh thắng, hắn vẫn không dốc toàn lực. Có trong tay ba đại chiêu thần thông thủ cốt, hắn mới chỉ sử dụng chiêu đầu trích tinh thủ mà thôi. Ha ha, tiểu tử, có thể chết dưới sức mạnh tiên gia cũng đủ kiêu ngạo cho ngươi rồi. Nói cho ngươi biết thứ ta dùng để tăng cao thực lực chính là tiên phù, là vật phong ấn sức mạnh của tiên nhân, tiểu tử ngươi có thể đỡ được một kích của ta cũng xem như thiên tài, có điều như vậy thì đã sao? Trong vòng ba chiêu, lão tử nhất định giết chết ngươi, đi chết đi dứt lời, Lâu Mãn gầm lên đầy thâm độc, hắn lập tức xông về hướng Dương Bách Xuyên, đánh một chưởng tới. Bất kể là tốc độ hay là sức mạnh, đòn tấn công này của hắn còn hung bạo hơn đòn trước tới ba lần. Hắn ta đã dốc toàn lực để đối phó với Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên cuối cùng đã nhìn thấy rõ Lâu Mãn ra tay. Cũng nghe chính miệng Lâu Mãn thừa nhận sức mạnh trên người hắn chính là tiên phù, bên trong là lực lượng của tiên nhân. Trước kia, Dương Bách Xuyên cũng đã nghe lão đầu nhắc tới sức mạnh tiên nhân, loại năng lực này quả thật là vượt qua cả tu chân giả, đây là một năng lượng còn cao cấp hơn, bao gồm cả cái gọi là đại đạo. Nhưng mà với hắn mà nói, cuối cùng thì cũng phải chết. Sức mạnh tiên phù thì sao? Chung quy cũng chỉ là vật chết, hơn nữa sức mạnh siêu nhiên vượt qua cả một giới, nhất định là sẽ có hạn chế, không thể sử dụng vô tận, nguyên lý của phù chú cũng như vậy, thời gian sử dụng và uy lực đều sẽ có giới hạn, dùng một lần thì những lần sau sức mạnh sẽ yếu đi. Một tu chân giả tiếp nhận sức mạnh của tiên phù ở trên người, vốn dĩ đã vi phạm quy luật, hơn nữa cũng không kế thừa được bao lâu. Có lợi hại tới đâu thì thứ mà Lâu Mãn dựa vào cũng không phải là sức mạnh của bản thân hắn. Trái lại, sức mạnh là Dương Bách Xuyên thi triển là do hắn khổ sở tu luyện được, cộng thêm muốn sử dụng như thế nào cũng được, không nói tới việc có cạn kiệt hay không nhưng vẫn bền vững hơn so với sức mạnh đi mượn. Cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi, dù sao thì cái gọi là sức mạnh tiên phù, hắn vẫn có thể chống đỡ được. Lấy cứng đối cứng với Lâu Mãn. Mặc dù sẽ chịu thiệt một chút,
nhưng chỉ cần cho hắn nắm lấy cơ hội thì vẫn có thể giết chết Lâu Mãn chỉ trong một chiêu. Lao Nguyệt Thủ. Dương Bách Xuyên hét lớn một tiếng, lần nữa xuất chiêu, dưới chân thi triển chỉ xích thiên nhai công đến cực hạn, di chuyển vòng quanh Lâu Mãn. Ầm ầm ầm. Thâu Thiên Thủ. Keng. Trong nháy mắt, hai người đã va chạm nhau. Thâu Thiên Thủ mà Dương Bách Xuyên sử dụng lần cuối này chính là công kích cận chiến mạnh nhất của thần thông thủ cốt. Sau khi hai người tách ra, máu chảy từ khóe miệng, nhưng trên khuôn mặt hắn lại mang theo ý cười, vầng sáng màu trắng sữa quanh người Lâu Mãn vẫn nồng đậm như cũ, nhưng thay vào đó gương mặt hắn lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lâu Mãn tự lẩm bẩm, sao có thể? Tại sao ngươi lại chống được uy lực của tiên phù? Dương Bách Xuyên cười lạnh, ta đã nói rồi. Trong mắt của ta ngươi chỉ là một thứ rác rưởi, sức mạnh tiên phù quả thật cường đại, nhưng cũng chỉ là tiên phù, ngươi không phải tiên nhân, huống hồ mỗi một lần sử dụng tiên phù thì sức mạnh sẽ bị giảm đi, không phải là vô tận. Hơn nữa, dù sao thì đây cũng không phải sức mạnh của bản thân ngươi, cơ thể tăng thêm lực lượng cường đại, lẽ nào ngươi không phải trả giá sao? Hiện tại, đến lượt tiểu gia đây tiễn ngươi lên đường rồi. Dứt lời, trong tay Dương Bách Xuyên lóe lên tia sắc lạnh. Kiếm Đồ Long xuất hiện. Từ khi bắt đầu tới giờ hắn đều sử dụng thần thông thủ cốt để đánh cận chiến với Lâu Mãn, mà không sử dụng tới Kiếm Đồ Long. Hoặc là nói, từ khi ra ngoài sau bế quan trăm năm đã tu luyện đại thành, một hóa hai, hai hóa thành bốn, tu luyện tới bước thành thục nhưng hắn vẫn chưa chính thức thi triển qua, thử xem uy lực như thế nào. Hôm nay đối mặt với Lâu Mãn, vừa vặn có cơ hội thử nghiệm kiếm kỹ tu luyện đại thành. Đương nhiên, thần thông thủ cốt của hắn vẫn còn một chiêu nghịch thiên, Dương Bách Xuyên tin nhiều đó thôi cũng đủ để diệt Lâu Mãn, có điều Dương Bách Xuyên cảm thấy cũng không cần thiết. Thứ nhất là giữ lại cho bản thân một con bài chưa lật, thứ hai bởi vì chiêu cuối cùng của thần thông thủ cốt chính là ba chiêu dung hợp lại, cũng là thành quả hắn ngộ ra khi bế quan trăm năm, sau khi thực chiến thì chân khí trong cơ thể nhất định sẽ bị rút sạch, không thể dễ dàng sử dụng. Dung hợp ba chiêu của thần thông thủ cốt thật ra là kích thích ba đường vân trên xương tay, sau đó nhanh chóng chồng ba chiêu thần thông lại để thi triển, chiêu này của hắn có thể bộc phát ra sức mạnh hồng hoang, không hề thua kém hơn tiên phù gì đó. Chỉ là Dương Bách Xuyên chắc chắn không cần dùng tới để đối phó với Lâu Mãn. Sử dụng kiếm kỹ vừa vặn khai kiếm sau khi tu luyện đạt được thành quả. Chấm chấm chấm. Giờ khắc này. Khi Lâu Mãn nghe được giọng điệu đầy khinh thường của Dương Bách Xuyên, trong lòng hắn đầy hoảng sợ, trên trán toát cả mồ hôi lạnh, bởi vì lời mà Dương Bách Xuyên nói hoàn toàn chính xác. Đúng thật là sư phụ đã ban cho hắn sức mạnh tiên phù cường đại, nhưng không phải là vô tận, chỉ cần hắn có tiên phù trên người là có thể hoàn toàn bộc phát ra sức mạnh của tiên phù, hơn nữa loại sức mạnh này càng dùng thì sẽ càng yếu. Hiện tại hắn đã va chạm với Dương Bách Xuyên không dưới 4 lần. Cộng thêm lúc trước ra tay đối phó với yêu tộc Nai Sừng Tấm là 5 lần, tiên phù trên người hắn chỉ có thể sử dụng được 9 lần, vừa mới bắt đầu bí cảnh thao thiết đã dùng hết 5 cơ hội, phía sau còn phải đối mặt với đám yêu tu và yêu quái, làm thế nào bây giờ? Điều khiến Lâu Mãn kinh hãi chính là tên Dương Bách Xuyên này quá biến thái, sức mạnh tiên phù trên người hắn ta, đừng nói là tu vi phân thần cảnh sơ kỳ, cho dù là cường giả có tu vi hậu kỳ thì cũng sẽ bị 4 đòn công kích của tiên phù đánh thành mảnh vụn. Nhưng mà hắn ta không ngờ tới, Dương Bách Xuyên lại chỉ bị đánh đến chảy máu khóe miệng mà thôi. Tên quái vật biến thái như vậy, Lâu Mãn thân là thiên tài của thần Binh Sơn, hiểu biết rộng rãi, nhưng Dương Bách Xuyên chắc chắn là quái thai đầu tiên mà hắn nhìn thấy. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một cách, tu vi của Dương Bách Xuyên nhìn qua thì có vẻ như là phân thần cảnh sơ kỳ, thế nhưng sức mạnh thực sự của hắn ta đã vượt qua cả phân thần hậu kỳ. Bởi vì hắn có thể chống đỡ được 4 đòn công kích của tiên phù, đây là điều mà một tu chân giả phân thần trung kỳ không làm được. Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, thực lực thật sự của Dương Bách Xuyên chắc chắn đã đạt tới phân thần cảnh hậu kỳ, sức mạnh tiên phù của hắn ta cũng chỉ có thể đối phó được với phân thần hậu kỳ. Về phần tu sĩ hậu kỳ, sư phụ trưởng lão đã nói với hắn, một khi gặp phải thì chạy càng xa càng tốt. Lúc này, trong lòng Lâu Mãn tràn ngập sợ hãi. Nhìn thấy trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một thanh cổ kiếm sắc lẹm, hắn xoay người chạy không chút nghĩ ngợi, hắn biết bản thân không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên, thực lực của tên biến thái này chắc chắn là phân thần hậu kỳ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người chết sẽ là Lâu Mãn hắn. Đồng thời,
Lâu Mãn cũng thầm rủa Quan Thiên Ngạo 100 lần, tên khốn kiếp Quan Thiên Ngạo nói cho hắn biết, hắn ta đã để lại trên người Dương Bách Xuyên một ấn ký, vì thế bảo hắn đến giết Dương Bách Xuyên, ai mà ngờ Dương Bách Xuyên lại biến thái như vậy. Nếu không phải Quan Thiên Ngạo đã đáp ứng với hắn, lần này tới bí cảnh Thao Thiết, hắn ở Bổ Thiên Cung nơi nào đó trong bí cảnh đã có manh mối, cũng biết thông tin của hai mảnh thiên trảm, nếu hắn ta chia cho hắn một mảnh, thì Lâu Mãn đâu cần phải đến gần rồi nghe lời Quan Thiên Ngạo như vậy. Hiện tại thì hay rồi, thực lực của Dương Bách Xuyên quá biến thái, dùng trợ lực của tiên phù cũng không đánh bại được, ngược lại còn khiến bản thân lâm vào nguy hiểm, Lâu Mãn cực kỳ hối hận. Đứng cách Dương Bách Xuyên hơn 20 mét, trong lòng Lâu Mãn sinh ra một cảm giác sợ hãi, hắn không còn tự tin để đứng yên nữa, vèo một cái, hắn phi người bay ra cách đó mấy chục mét. Dương Bách Xuyên nhìn thấy hắn ta bỏ chạy mà không có chút lo lắng, khóe miệng nhếch lên ý cười, hắn giơ cự kiếm lên rồi hét lớn, kiếm kỹ toàn phong, phong nhẫn, chém. Đối đầu với một tu sĩ đang sợ hãi mà mất đi chiến ý, Dương Bách Xuyên không lo lắng đối phương có thể chạy thoát khỏi tay mình. Một kiếm chém ra, ngay lập tức, chín đạo phong nhẫn bay ra từ kiếm đồ long. Đặc trưng của chiêu kiếm khí đại thành này chính là một lần chém ra có tới 9 phong nhẫn. Nhìn từ phía xa, trong rừng rậm u tối không chút ánh sáng, một đạo phong nhẫn tỏa ánh sáng trắng chói mắt hình thành, giống như tia chớp xuyên qua bầu trời bay về phía Lâu Mãn, nhìn thì giống như chỉ có một đạo phong nhẫn, thực ra sức mạnh một kiếm này bằng 9 kiếm cộng lại, bởi vì phong nhẫn kiếm đại thành chỉ trong một thời gian ngắn, Dương Bách Xuyên gần như là chém ra 9 kiếm cùng một lúc, nhìn qua thì giống như là một đạo phong nhẫn. Mà Lâu Mãn đang bỏ chạy cách đỏ 60 mét. Không cần nhìn phía sau hắn cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đột kích cường đại của kiếm khí, hắn biết mình có nhanh tới đâu cũng không vượt qua được tốc độ của kiếm, không cần nghĩ ngợi thêm, Lâu Mãn sử dụng sức mạnh tiên phù, hắn lật tay, kiếm trong tay xuất hiện một thanh trường đao mượn lực lượng của tiên phù rồi đánh ra một đòn. Trong lòng Lâu Mãn nghĩ, nếu đã không nhanh hơn kiếm khí của Dương Bách Xuyên, vậy thì chống lại một kích, đánh nát kiếm khí của Dương Bách Xuyên là được, dù sao thì có được trợ lực của tiên phù. Phá vỡ kiếm khí của Dương Bách Xuyên hẳn là không thành vấn đề. Kiếm khí mang theo sức mạnh tiên phù trong tay Lâu Mãn bổ vào kiếm khí của Dương Bách Xuyên, tiếng nổ vang lên đập tan kiếm khí của Dương Bách Xuyên, ngay khi hắn đang vui mừng, định tiếp tục bỏ chạy thì giây tiếp theo, Lâu Mãn kêu lên tiếng thảm thiết, không, không không. Trong tiếng kêu gào, cơ thể Lâu Mãn run lên, âm thanh hoàn toàn dừng lại. Hắn vốn nghĩ sau khi đánh vỡ được kiếm khí của Dương Bách Xuyên thì sẽ không sao, ai mà biết thứ hắn phá được lại chỉ là vẻn vẹn một kiếm khí, mà phía sau hắn còn cả một phong nhẫn kiếm khí. Đỡ một kiếm này đồng nghĩa với việc đỡ lại phong nhẫn kiếm khí, hắn chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện này thành ra thế này. Khi muốn ra tay chống cự thì đã không kịp nữa rồi, sức mạnh tiên phù cũng phải cần thời gian, dù sao thì lực tiên phù cũng không phải sức mạnh của bản thân, muốn làm gì thì làm. Kết quả là 8 đạo kiếm khí phong nhận ở phía sau, từng kiếm xuyên vào trong cơ thể hắn. Phập phập phập. Lâu Mãn có thể nghe thấy rõ ràng từng lưỡi kiếm đang phá đi cơ thể hắn. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được cơ thể mình đang chia 5 xẻ 7, thần hồn lập tức tiêu tan, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Ở phía xa, Dương Bách Xuyên đứng ngẩn ngơ, hắn nhấc chân đi tới phía thi thể Lâu Mãn. Đây là uy lực của chiêu đầu tiên sau khi thành công kiếm kỹ toàn phong, mạnh hơn so với hắn dự đoán một chút, nhưng ngẫm lại thì cũng thấy nhẹ nhõm. Đầu tiên là luyện thành kiếm kỹ, thứ hai là sau khi song tu với bộ thanh mai thì cảnh giới tu vi đã đột phá tới phân thần cảnh, uy lực kiếm kỹ thi triển ra cũng tăng lên, thứ ba là hắn biết Lâu Mãn không hề nghĩ tới một kiếm của hắn chém ra lại có tới 9 đạo kiếm khí phong nhẫn, là do hắn ta sơ ý khinh thường địch, cũng vì không ngờ được nên mới mất đi ý chí chiến đấu. Cuối cùng lại bị kiếm khí của hắn đâm vào trong cơ thể, cả thân xác và thần hồn đều bị đánh nát. Dương Bách Xuyên nhìn thi thể nát vụn của Lâu Mãn, hắn không nhịn được mà hít sâu một hơi, sự tàn khốc của tu chân, hắn không giết người thì người ta sẽ giết hắn, không có thực lực chẳng khác nào một con chó, có thực lực thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản. Chủ nhân muội phát hiện có một cỗ khí tức đang chạy trốn cách đây mấy trăm mét. Ngô Mặc Thu xuất hiện bên cạnh hắn nói. Không cần phải để ý đến, chúng ta nhanh chóng xuyên qua cánh rừng rậm này rồi tính, ở đây quá tối, rất áp lực. Dương Bách Xuyên không cần nghĩ cũng biết, cỗ khí tức đang chạy trốn kia 8-9 phần là Quan Thiên Ngạo,
có lẽ là sau khi phát hiện ra Lâu Mãn bị hắn giết chết thì từ bỏ ý định đối phó với hắn rồi bỏ chạy. Nếu như Lâu Mãn có thể giết chết thì đây là kết quả tốt nhất với Quan Thiên Ngạo, không giết chết được thì cũng phải bị trọng thương, đến khi đó hắn ta sẽ chạy tới đây bổ thêm cho hắn một đao. Đáng tiếc là hắn ta đã đánh giá quá cao năng lực của Lâu Mãn, đánh giá thấp thực lực của Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên thầm nghĩ như vậy, đang chuẩn bị rời đi cùng Ngô Mặc Thu, nhưng lúc xoay người, hắn lại nhìn thấy một vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ thi thể vỡ nát của Lâu Mãn. Hắn dừng bước, phất tay đẩy thi thể của Lâu Mãn rời đi. Giây sau, miếng ngọc phù tản ra ánh sáng lờ mờ xuất hiện. Dương Bách Xuyên đưa tay lấy miếng ngọc. Miếng ngọc này có hình chữ nhật, rộng bằng hai đầu ngón tay, trên đó có 9 mặt 9 góc, bên trái và bên phải có một ký hiệu cổ xưa. Dương Bách Xuyên không nhận ra ký hiệu này, nhưng bên trong thì có 9 đường văn phù phức tạp, trong đó có 6 đường lờ mờ không có ánh sáng, chỉ có 3 đường vẫn phát sáng như cũ. Chủ nhân, đây là vật gì vậy? Ngô Mặc Thu cất tiếng hỏi. Có lẽ là tiên phù gì đó mà Lâu Mãn nhắc tới. Dương Bách Xuyên nhìn 3 đường vân phù trên mặt miếng ngọc, hắn suy tư trả lời. Thứ trong tay hắn nhìn trông giống ngọc phù, thật ra chất liệu không phải làm bằng ngọc. Dương Bách Xuyên rót chân khí lên mặt miếng phù, vầng sáng màu trắng sữa lập tức tản ra, 3 đường vân như sống lại, như thể rồng bị vây nhốt muốn phá kén chui ra ngoài. Mà ký hiệu phù văn lóe lên ánh sáng, Dương Bách Xuyên chưa kịp phản ứng thì phù văn đã vèo một cái bay vào giữa mi tâm hắn. Dương Bách Xuyên kinh hãi, nhưng hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, đây chỉ là một luồng tin tức. Tiên. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên liền hiểu rõ phù văn trên bề mặt là một chữ tiên. Cũng biết 9 đường vân ở mặt sau đại biểu cho 9 lần sử dụng sức mạnh tiên phù được phong ấn ở bên trong. Hiện tại chỉ có 3 đường vân, cũng có nghĩa là, 6 lần kia đã bị Lâu Mãn sử dụng mất, còn 3 lần sức mạnh tiên phù có thể sử dụng. Trong đầu hắn truyền tới thông tin, làm sao có thể biết được cách sử dụng sức mạnh tiên phù. Một lát sau, Dương Bách Xuyên cười một tiếng, đoạt được tiên phù cũng xem như là thu hoạch ngoài ý muốn, không khác nhiều với những gì mà hắn đoán. Uy lực của sức mạnh tiên phù quả nhiên là có liên kết với thực lực người sử dụng. Nếu như tu vi của Lâu Mãn là phân thần cảnh, sau đó sử dụng sức mạnh tiên phù để tấn công hắn, vậy thì quả thật là hơi rắc rối, đáng tiếc hắn ta chỉ là xuất khiếu đại viên mãn. Mặc kệ như thế nào thì hiện tại trên người hắn cũng có bí bảo tiên phù, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Đợi thu lấy tiên phù, Dương Bách Xuyên và Ngô Mặc Thu nhanh chóng đi về phía trước. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có ánh sáng lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt, bọn họ đã ra khỏi rừng rậm. Dưới một ngọn núi hùng vĩ là một thung lũng. Dương Bách Xuyên quan sát rồi thở ra một hơi, ở trong rừng rậm u tối phía sau suốt một thời gian dài làm hắn có chút đè nén, hiện tại phạm vi tầm mắt được mở rộng, cuối cùng cũng dễ chịu hơn. Lúc này Ngô Mặc Thu không nhìn được nói, chủ nhân, người nói xem, cái người chạy trốn kia liệu có đánh lén không? Dương Bách Xuyên nói, chắc là Quan Thiên Ngạo, con hàng kia chắc chắn sẽ ra tay với ta, nhưng nhất định là khi ta gặp khó khăn, những loại người này rất nham hiểm. Chủ nhân, người dùng truyền tấn phù cũng không cảm nhận được Diệp Vô Tâm và Hạ Thiên, vì sao Lâu Mãn có thể tìm thấy người? Ngô Mặc Thu nói ra những khúc mắc trong lòng. Nghe Ngô Mặc Thu hỏi, Dương Bách Xuyên nhớ tới lúc Quan Thiên Ngạo vỗ xuống vai mình, đầu tiên hắn nghĩ Quan Thiên Ngạo Thiên đã giở trò. Ở trong rừng bận đối phó với Lâu Mãn nên hắn mới không kiểm tra lại. Lúc này Ngô Mặc Thu nhắc tới thì Dương Bách Xuyên mới nhớ ra. Hắn vội vàng nhắm mắt bắt đầu kiểm tra trên cơ thể. Nếu thật sự Quan Thiên Ngạo đã ra tay thì hắn nhất định có thể tìm thấy. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn giơ lòng bàn tay lên, một cỗ khí tức mạnh mẽ lay động toàn thân. Sau đó trên đầu ngón tay xuất hiện một chấm đen. Đây là ma khí. Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, 8 đến 9 phần là ma khí, không ngờ là thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung lại tu luyện ma khí, ha ha, thú vị rồi đây. Dứt lời, Dương Bách Xuyên phong ấn điểm đen ma khí vào trong lòng bàn tay. Chủ nhân, vì sao người không luyện hóa mà lại phong ấn lại? Ngô Mặc Thu không hiểu. Ha ha, chút ma khí này không ảnh hưởng tới ta được, nếu như Quan Thiên Ngạo đã muốn tìm ta. Không thành toàn thì lại cô phụ công sức của hắn ta rồi. Dương Bách Xuyên híp mắt nói,
hắn có thể tìm thấy ta thông qua chút ma khí này thì ta cũng có thể tìm được tung tích của hắn. Con hàng này từng nói trước kia hắn đã tới bí cảnh Thao Thiết, đương nhiên là sẽ quen thuộc nơi này hơn chúng ta, hắn tìm được ta nhưng chưa chắc tìm được Diệp Vô Tâm và Hạ Thiền, hình như chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, nếu đã như vậy, chi bằng đi tìm hắn, thứ nhất, không chừng còn có thể tìm được Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm, thứ hai là chắc hẳn hắn ta biết rõ ở trong bí cảnh Thao Thiết có những thiên tài địa bảo gì, chúng ta tương kế tựu kế là được, dù sao thì ta cũng không sợ hắn. Chủ nhân có thể theo dõi ngược lại hắn sao? Ngô Mặc Thu hỏi. Đừng quên, chủ nhân nhà muội bế quan tu luyện trăm năm cũng không phải không thu được gì, tổ sư gia đã để lại một vài bí pháp, so với thứ gọi là thế lực siêu nhiên của Sơn Hải giới còn mạnh hơn nhiều, thông qua ma khí mà Quan Thiên Ngạo đã để lại trên người, đương nhiên là có thể tìm được hắn ta, muội bảo hộ, để ta xem thử. Dương Bách Xuyên dặn dò một câu rồi khoanh chân ngồi xuống. Hắn bước ma khí đang ở sâu bên trong lên lòng bàn tay, trong miệng liên tục lẩm bẩm, bắt đầu cảm ứng phương hướng của Quan Thiên Ngạo. Hắn thi triển truy vết, đây là một phép nhỏ trong pháp huyết pháp do lão đầu để lại, không có gì phức tạp cả, chỉ là cảm ứng theo dõi ngược lại, tất nhiên là cần tín vật của đối phương, ma khí này chính là vật tốt nhất. Nếu như đối phương ở quá xa thì có thể tìm ra phương hướng, còn nếu khoảng cách gần thì sẽ tìm được vị trí cụ thể. Lúc trước là hắn không quá để tâm, nhưng khi bế quan ở không gian hắc ám nghìn năm, hắn không chỉ đơn giản là tu luyện riêng kiếm kỹ, tất nhiên là lật xem những phép mà sư phụ để lại cho hắn. Nhưng khi thật sự dùng tới, Dương Bách Xuyên mới hiểu, bất kỳ một phép nào, dù là lớn hay nhỏ thì đều có thể sử dụng tới, ví dụ như truy tông thuật để tìm vị trí của Quan Thiên Ngạo. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên mở mắt, hắn cảm nhận được phương hướng chính. Chủ nhân, sao rồi? Ngô Mặc Thu hỏi, tìm thấy hướng của hắn ta rồi, ngay trong thung lũng phía trước, chúng ta đi thôi. Chấm chấm chấm. Dựa vào ma khí mà Quan Thiên Ngạo để lại trên người, Dương Bách Xuyên có thể tìm được phương hướng, đi càng gần thì sẽ tìm ra vị trí cụ thể. Sau khi Dương Bách Xuyên và Ngô Mặc Thu tiến vào thung lũng, hai người không nhịn được mà cau mày, bọn họ nhìn thấy rất nhiều hài cốt, nhìn qua thì đây đều là hài cốt của mãnh thú kích thước lớn. Có cả mới cả cũ. Thu Nhi, đề cao cảnh giác, nhìn đống hài cốt này, chắc là mãnh thú thường lui tới nơi này. Dương Bách Xuyên dặn dò. Chủ nhân yên tâm, Thu Nhi đã hiểu. Dương Bách Xuyên bước chậm tới, ở một nơi không biết sâu rộng bao nhiêu, đi lại giữa một ngọn núi rộng chừng mấy chục trượng, đỉnh cao như mây, hắn cảm thấy rất áp lực. Hai người một sáng một tối đi trong thung lũng, khoảng chừng nửa giờ sau. Đột nhiên bên tai vang tên một tiếng thét dài. Giống. Một tiếng thét khiến cho đất đá hai bên lở xuống. Tiếng thét dài vang vọng trong khe núi, hồi lâu vẫn chưa chịu ngừng, trong nháy mắt, tai Dương Bách Xuyên như ù đi, đầu đau giống như bị kim châm, hắn vội vàng dùng chân khí để chống đỡ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Âm thanh giống như vang lên từ hàng trăm mét ở phía trước. Gào. Lại là một tiếng thét dài. Nhưng lần này lại nghe như tiếng của rồng. Hình như là đang chém giết lẫn nhau, Ngô Mặc Thu nói. Đi, chúng ta qua xem thử. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, nhấc chân lên liền biến mất tại chỗ. Giây sau, trước mắt Dương Bách Xuyên là bụi mù cuồn cuộn, nhìn trái nhìn phải, rồi dừng lại ở một tảng đá to bằng cả tòa nhà, chuẩn bị xem thử, quả nhiên trong cát bụi là chiến trường. Giống giống rồng. Bính bính bính. Gào. Tiếng gầm và tiếng thét dài, giống như có mãnh thú nào đó đang đánh nhau, tiếng giống cuối cùng của con rồng là tiếng rên rỉ. Không lâu sau, một làn gió nhẹ thổi qua làm cho bụi bặm tản đi, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có thể nhìn rõ tình huống cách đó hơn 30 mét, vừa nhìn hắn đã không nhịn được mà hít lạnh. Ở giữa, một con hung thú cao chừng hơn 6 mét, dài từ 12 đến 13 mét xuất hiện trong tầm nhìn, nhìn qua thì giống như là mãnh hổ. Nhưng quan sát kỹ thì lại thấy không giống. Toàn thân con mãnh hổ này không hề có bất cứ yêu lực nào, khiến cho Dương Bách Xuyên cảm thấy đây chính là một con hổ, trong đầu Dương Bách Xuyên bất giác nhớ đến hai chữ hoang thú. Bí cảnh Thao Thiết. Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm đã từng nói với hắn, trong bí cảnh Thao Thiết có hoang thú, bọn chúng không có trí khôn nhưng lại có sức mạnh vô biên, có thể xé toạc được xuất khiếu cảnh thậm chí là phân thần cảnh, là mãnh thú chân chính. Loài này nhìn qua thì giống một con hổ,
trên đầu và đuôi đều có vảy đỏ, phần còn lại của cơ thể là lông hoang thú, lúc này nó đang giẫm trên một cái mai rùa khổng lồ. Chiếc mai rùa màu xám xanh rộng khoảng chừng 3 mét. Bịch bịch bịch. Gào gào. Hoang thú giống như một con hổ, móng trước thì đè lên mai rùa, chiếc móng còn lại thì không ngừng vung vẩy, đập lên mai rùa, tiếng kêu rung cả trời. Mỗi khi nó đập vào mai rùa, sẽ có một tiếng kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên nhìn thấy khi mãnh hổ đập lên mai rùa, trên mai rùa sẽ tản ra những đường vân lóe sáng, chắc là một loại bảo vệ nào đó. Hắn có thể cảm giác được yêu lực cường đại phát ra từ trên mai rùa, hơn nữa còn không yếu, cảm nhận từ khí tức thì ít nhất cũng ngang với phân thần sơ kỳ. Con rùa này chắc hẳn là yêu tộc. Nhưng mà, một yêu tộc có tu vi ngang với phân thần sơ kỳ lại bị một con mãnh thú đánh cho gào khóc kêu to, nhìn qua thì có chút tức cười. Nhưng nhiều hơn đó là chấn động. Dương Bách Xuyên chưa bao giờ nghĩ, hoang thú ở bí cảnh thao thiết không hề có pháp lực, chỉ dựa vào sức mạnh thôi cũng có thể hung hãn như vậy. Lúc này, đột nhiên một giọng nói mang theo chút non nớt vang lên, đạo hữu, xin hãy cứu mạng. Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng cầu cứu, hắn vội vàng nhìn quanh bốn phía nhưng cũng không nhìn thấy người hay là yêu nào khác. Thu Nhi, lẽ nào là đang xin ta cứu giúp sao? Dương Bách Xuyên hỏi Ngô Mặc Thu. Chủ nhân, ở đây ngoại trừ chúng ta thì chỉ có hoang thú và con rùa kia, muội đang ở trạng thái ẩn thân nên sẽ không bị người khác phát hiện, vì vậy chỉ có thể là người thôi. Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, ra vẻ đồng ý với quan điểm của nàng. Nhưng ngay sau đó hắn lại nói, quan trọng là ai đang cầu cứu, giọng nói vừa rồi vang lên từ bốn phương tám hướng, lẽ nào là con rùa kia? Không đợi Ngô Mặc Thu trả lời, âm thanh đó lại vang lên lần nữa, đạo hữu, chính là ta, nhưng mà ta không phải là rùa, ta là Long Quy, xin đạo hữu hãy cứu giúp, ta sắp bị con hoang thú này đập chết rồi. Vẫn là âm thanh non nớt đó, giọng nói chậm rãi không nhanh không chậm, nghe giống như một đứa trẻ chừng 5 đến 6 tuổi. Nhưng luôn mồm gọi hắn là đạo hữu, làm ra vẻ ông cụ non có chút kỳ quái. Chủ nhân, quả nhiên là mai rùa kia đang cầu cứu, Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên cười cười, người ta đã nói là Long Quy, không phải là rùa, nhưng nhìn đầu và tứ chi đều rúc vào trong mai, quả thật là giống cái mai rùa. Còn phải nói Ngô Mặc Thu phụ họa. Hai người làm rõ là ai đang kêu cứu nhưng lại không hề có ý ra tay cứu giúp. Xem Dương Bách Xuyên là thằng ngốc hay sao? Hoặc là nói, Dương Bách Xuyên đã không phải là tay mơ vừa mới tu luyện, người bình thường khắp nơi đã hiểm ác, huống chi còn là tu chân giả. Đặc biệt đối tượng còn là con Long Quy kia, mà kẻ đang đánh nó lại là hoang thú, một hoang thú đánh bại Long Quy có thực lực so ngang với phân thần sơ kỳ. Dương Bách Xuyên cười hì hì nói, này mai rùa, người xem ta là thằng ngốc sao? À, đạo hữu cứu mạng với Long Quy tiếp tục kêu cứu. Bịch bịch bịch. Gào gào gào. Hoang thú không nói gì với Long Quy, nó vẫn giơ móng trước lên để đập, phát ra những âm thanh nặng nề, trong khi Long Quy thì kêu gào thảm thiết. Dương Bách Xuyên vẫn thở ơ, hắn núp ở phía sau tảng đá xem náo nhiệt. Nhân yêu không đội trời chung, đây là nhận thức chung của Sơn Hải giới, không phải người giết yêu thì sẽ là yêu giết người. Mà bọn chúng lại chia làm yêu tộc trên đất liền và dưới biển sâu ở địa hạt đại hải. Rõ ràng con Long Quy này là một hải yêu. Một hải yêu Long Quy có thực lực không hề tầm thường. Nếu như hắn ngu ngốc qua đó cứu Long Quy thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của hoang thú. Con hoang thú nhìn giống hổ này có thể đánh cho Long Quy tu vi ngang với phân thần cảnh gào khóc thảm thiết. Hắn sẽ không tới tham gia góp vui. Hơn nữa, hắn cũng chẳng quen biết gì với Long Quy. Không có lợi lộc gì còn đi mạo hiểm, đương nhiên là phải làm ngơ rồi. Bịch bịch bịch. Gào gào gào. Hoang thú tiếp tục đánh. Long Quy vẫn gào thét thảm thương. Đạo hữu, xin ngươi cứu giúp, tiểu quy bằng lòng dâng lên hoa hải hồn vật chí bảo của Sơn Hải ta. Long Quy rất tức thời, cuối cùng cũng nói ra một câu mà ai đó thích nghe. Hoa hải hồn, Dương Bách Xuyên ngạc nhiên hỏi. Trong điển tịch linh dược mà lão đầu để lại cho hắn cũng có ghi chép những thông tin về hoa hải hồn, đây là một loại linh dược thần hồn rất khó gặp, loại này có khả năng luyện chế ra đan dược thần hồn cao cấp, có tác dụng nâng cao củng cố nguyên thần,
nếu như nguyên thần bị tổn thương thì chỉ cần dùng mình hoa hải hồn cũng có thể chữa được, càng đừng nói tới luyện đan. Đúng đúng đúng, xin đạo hữu hãy ra tay cứu nguy, tiểu quy xin thề, sau khi thoát được vây khốn sẽ tặng cho đạo hữu một gốc hoa hải hồn. Long Quy vội vàng nói. Dương Bách Xuyên quả thật đã động tâm, theo như Long Quy nói thì loại bảo vật này chính là chí bảo dưới biển sâu, trên đất liền không có những thứ này, đây là một cơ duyên hiếm có. Có điều, Dương Bách Xuyên cũng không phải là người lương thiện gì. Hắn cười gian trá nói, tiểu Long Quy, ngươi nghĩ ta ngốc sao, tu vi của ngươi có thể so ngang với phân thần sơ kỳ, bị một con hoang thú đánh đập, hoa hải hồn đương nhiên là chân quý, nhưng một gốc hoa hải hồn còn không đủ để ta mạo hiểm, trừ khi, ha ha, ngươi biết mà. Đạo hữu, trên người của ta chỉ có một gốc. Bịch bịch bịch. Gào gào gào. Long Quy còn chưa nói xong đã bị hoang thú điên cuồng đánh. Có lẽ là bị hoang thú dọa sợ, sau khi thở hổn hển, Long Quy khóc giống nói, đạo hữu, trên người của tiểu quy chỉ có 3 gốc hoa hải hồn, tất cả đều cho ngươi, ngoài ra còn có một ít linh dược, ta cho ngươi hết, xin đạo hữu mau mau ra tay, cái mai của tiểu quy sắp bị thứ xúc sinh này đập nát rồi. Thành giao. Dương Bách Xuyên cười vui vẻ. Thật ra chỉ cần một gốc hoa hải hồn thôi cũng đủ cho hắn mạo hiểm rồi, hắn chỉ nói theo nói quen, không ngờ Long Quy cũng rất thành thật, đưa cho hắn cả 3 gốc, còn bổ sung thêm những linh dược khác. Long Quy là bộ tộc hải yêu, biển rộng của cải phong phú, thiên tài địa bảo trên đất liền không có thì dưới biển sẽ có, phụ này hắn có lời. Hơn nữa, hoang thú kia nhìn qua thì có vẻ hung dữ, nhưng có dữ thế nào thì cũng không có trí khôn, mạnh tới đâu cũng chỉ là sức lực chứ không phải pháp lực. Hắn tự tin mình vẫn có thể đối phó được. Giây sau, Dương Bách Xuyên lắc mình phi thẳng tới chỗ hoang thú. Chủ nhân cẩn thận, Ngô Mặc Thu hô lên một tiếng. Không sao, muội xem tình hình thế nào rồi hành sự. Đối với Ngô Mặc Thu đang ẩn trong tối, có những việc Dương Bách Xuyên không để nàng ra tay, nhưng ở trong thời khắc mấu chốt, Ngô Mặc Thu chính là trợ giúp tốt nhất. Giống. Lúc Dương Bách Xuyên chỉ còn cách hoang thú 3 mét. Hoang thú đã phát hiện ra hắn, trong tiếng giống giận dữ, cái đuôi dài chừng 5 đến 6 mét quét ngang tới phía Dương Bách Xuyên. Phụt phụt phụt. Cái đuôi vảy đỏ to như cánh tay mang theo cơn lốc cực lớn. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ này. Hắn không dám khinh thường, giơ tay lên đánh ra một đòn thâu thiên thủ. Ầm. Giống. Phụt. Đòn thâu thiên thủ của Dương Bách Xuyên đánh thẳng lên cái đuôi của hoang thú, nó phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, mà hắn cũng bị lực lượng khổng lồ phát ra từ đuôi hoang thú làm cho choáng váng, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Được lắm xúc sinh, quả nhiên là cường hãn. Đứng cách đó hơn 10 mét, Dương Bách Xuyên hộc máu, lẩm bẩm nói. Giống giống. Lúc này, hoang thú dường như bị Dương Bách Xuyên chọc giận, nó liên tục giống lên về phía Dương Bách Xuyên. Hoang thú bỗng nhiên xoay người vọt về hướng Dương Bách Xuyên, tiếng giống rung trời thủng cả màng nhĩ. Tiếng giống của hoang thú cực lớn, hay nói đúng hơn là sức mạnh của nó vô cùng cường đại, sau khi nhắm vào Dương Bách Xuyên gầm lên một tiếng, một cơn gió mạnh thổi tung làm cho sỏi đá trên vách núi cuồn cuộn rơi xuống. Giống hệt như toàn bộ ngọn núi đang bị sạt lở. Điều này khiến cho sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, hắn biết con hoang thú này không dễ chọc. Không ngờ hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh của nó. Màng nhĩ bị thương, sắc mặt hắn thay đổi, trong nháy mắt tai hắn đã mất đi âm thanh. Đầu óc ong ong, bên trong là một mảng trống rỗng. Hiện tại hắn đã biết, vì sao đường đường là một Long Quy phân thần cảnh lại bị một hoang thú đánh tới kêu gào thảm thiết như vậy. Có điều, nếu như hắn đã đồng ý với Long Quy thì sẽ không quan tâm đến điều này nữa, nói thì phải giữ lời. Mặc kệ đối phương là người hay yêu, hắn đều sẽ cứu. Hoang thú quay đầu, mở cái miệng đầy máu cắn tới. Dương Bách Xuyên hít lạnh, trong tay lóe lên kim quang, toàn bộ tay phải của hắn đã hóa thành hài cốt màu vàng, ánh sáng lóe lên giống như một mặt trời nhỏ. Trích tinh, lao nguyệt, thâu thiên dung hợp, giết cho ta. Trong tiếng nổ tung, hắn dung hợp thần thông thủ cốt lại với nhau, sức mạnh thần hồn rót vào 3 đường vân trên hài cốt. Ngay lập tức, một luồng khí tức hồng hoang cường đại phát ra từ lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy, trong ánh mắt của hoang thú vốn đang hung dữ lại xuất hiện một tia sợ hãi,
toàn thân nó đang run rẩy. Dương Bách Xuyên biết sức mạnh hồng hoang bộc phát từ trong thủ cốt, hay nói đúng hơn là khí tức thông tí viên hầu bạo phát, khiến cho hoang thú sợ hãi theo bản năng. Thừa dịp hoang thú đang run rẩy, vốn dĩ một trường kia của Dương Bách Xuyên định đánh vào phần bụng, nhưng bỗng nhiên hắn đổi hướng đánh lên đầu của hoang thú. Ầm, giống, răng rắc, tiếng nổ vang dội, tiếng kêu thảm thiết của hoang thú và tiếng xương gãy vang lên. Ầm ầm, giây sau, cơ thể to lớn của hoang thú đã ngã quỵ, cả mặt đất rung chuyển. Bị một chưởng của Dương Bách Xuyên đánh vào giữa trán, xương cốt đã bị hóa thành những mảnh vụn, sau đó hoang thú ngã xuống trong vũng máu. Phù. Một đòn này của Dương Bách Xuyên đã dùng hết lực, chân khí trong cơ thể cũng hao tổn 7-8 phần, quan trọng nhất là thần hồn của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều, sử dụng sức mạnh hồng hoang trong thủ cốt cũng không phải chuyện đùa. Nếu không phải bị hoang thú giống cho muốn niếc tai, tình huống không cấp bách thì hắn cũng sẽ không dùng tới chiêu này, nếu ngay từ đầu dùng kiếm cũng có thể giết chết được hoang thú, nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của con hoang thú này. Nhưng may là hoang thú đã bị một chiêu của hắn đập chết. Ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Một chiêu này gần như là sử dụng toàn bộ sức lực, hoang thú vừa chết hắn đã đặt mông ngồi trên mặt đất. Chủ nhân, người sao vậy? Ngô Mặc Thu đỡ Dương Bách Xuyên. Ta không sao, đỡ ta đi xem Long Quy thế nào rồi. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, Long Quy cách đó hơn 10 mét vẫn nằm bò trên mặt đất mà không động đậy. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì Long Quy chính là kim chủ, nó không thể chết được. Hắn còn chưa cầm được hoa hải hồn trong tay. Đi tới trước mặt Long Quy, Dương Bách Xuyên lên tiếng hỏi, Long Quy, hoang thú đã chết rồi, người thực hiện lời hứa của mình đi. Hắn biết Long Quy vẫn chưa chết, bởi vì mai rùa phủ đầy đường vân bị hoang thú điên cuồng đập nhưng không hề có một vết nứt, ngay cả dấu vết cũng không có, phải nói là cái mai rùa này kháng đòn tốt thật. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, Long Quy khổng lồ lóe lên ánh sáng màu xanh. Giây sau, một đứa bé chừng 5-6 tuổi quỳ rạp trên mặt đất. Đa tạ đạo hữu đã cứu giúp, Tiểu Quy vô cùng cảm kích. Đứng dậy rồi nói, vẻ mặt Dương Bách Xuyên có chút kỳ quái khi nhìn đứa nhỏ đang quỳ dưới mặt đất. Sau khi Long Quy đã hóa hình thành đứa nhỏ đứng dậy, nhìn qua bộ dáng nước mắt lưng tròng của nó, khóe miệng còn có vệt máu, có lẽ là bị hoang thú đánh cho tơi bời nên đã bị chấn thương bên trong. Cho dù là vẻ bề ngoài hay là, một chữ, à không, hai chữ để hình dung cực xấu. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, đầu còn hói không có lấy một sợi tóc, lưng gù, chân cong, mắt hí, miệng to, lỗ mũi dày. Nhưng khuôn mặt đúng là của một đứa trẻ 5-6 tuổi. Lúc nói chuyện còn ra vẻ người lớn, xưng hô với hắn là đạo hữu. Có điều, Hải Yêu Long Quy có thực lực so ngang với phân thần, nhất định tuổi tác cũng không nhỏ. Hải Yêu, Dương Bách Xuyên hỏi. Đúng, Tiểu Quy là bộ tộc Long Quy ở Đông Hải vực, thuộc địa hạt Đại Hải. Lần này tiến vào bí cảnh Thao Thiết là lấy danh nghĩa phụ thân để tìm mảnh vỡ thiên trảm, vốn là đi cùng Hải Yêu trong tộc, nhưng không ngờ sau khi truyền tống thì đã đến sơn cốc này, thành ra đi một mình, hơn nữa còn gặp phải hổ xích lân. Hôm nay nếu như không có đạo hữu cứu giúp thì Tiểu Quy đã nguy rồi, đa tạ Long Quy không ngừng cảm ơn. Cảm ơn thì không cần đâu, dù sao thì chúng ta cũng có thỏa thuận đúng không? Ngươi không cần phải xưng là Tiểu Quy. Tu vi của ngươi có thể so ngang với phân thần sơ kỳ của tu chân giả nhân tộc, chúng ta cứ gọi nhau đạo hữu là được, không chừng ngươi còn lớn tuổi hơn cả ta, à đúng, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Dương Bách Xuyên hỏi Long Quy, tất cả cũng chỉ vì tò mò, hắn từng nghe nói tộc Long Quy đều có tuổi thọ rất dài. Tiểu Quy năm nay 3.000 tuổi, Tiểu Quy rất thành thật, ngoan ngoãn trả lời. Phụt! Suýt chút nữa Dương Bách Xuyên đã hộc máu, con mẹ nó, 3.000 tuổi. Xưng là Tiểu Quy không phải là giảm thọ anh đây sao? Ặc, Tiểu Quy sừng sốt, nhưng lập tức trả lời ngay, đạo hữu không biết đấy, tộc rùa chúng ta có tuổi thọ rất dài, đặc biệt là tộc Long Quy, 3 vạn tuổi mới trưởng thành, Tiểu Quy 3.000 tuổi cũng không tính là lớn. Khụ khụ. Dương Bách Xuyên tí nữa thì bị Long Quy làm cho sặc, hắn rất muốn hỏi một câu, nhà ngươi còn cần thêm người không? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. 3 vạn tuổi mới trưởng thành thì 3.000 tuổi là trẻ con cũng không sai,
chẳng trách sau khi biến hình lại mang bộ dạng của đứa trẻ 5-6 tuổi. Vừa nghĩ vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên liền bình thường trở lại, tán gẫu xong rồi, tiếp theo phải bàn tới chuyện chính rồi, Dương Bách Xuyên liều mạng để giết chết hoang thú hay nói đúng hơn là hổ xích lân, ồ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, thầm nghĩ rùa con này đúng là nghe nhiều biết nhiều, còn hiểu rõ hoang thú kia là loại nào. Gì nhỉ, Tiểu Long Quy, chúng ta nói chuyện chính đi, ta đã cứu ngươi, giết chết hoang thú, à không, phải là hổ xích lân, lúc trước đã trao đổi. Người đưa ta thù lao là 3 gốc hoa hải hồn, người sẽ không nuốt lời đấy chứ. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa híp mắt lại. Trong đầu lại nghĩ xấu xa, nếu như Tiểu Long Quy ngươi dám chối, ta cũng không ngại giết thêm một con rùa đâu, vừa vặn hắn cũng nhìn chúng cái mai rùa kia. Nếu Tiểu Long Quy ăn quyệt thì cũng không thể trách hắn sát sinh được. Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không phải người không biết điều, hắn là người tới từ trái đất. Quan niệm thù địch người và yêu cũng không quá lớn như Sơn Hải giới. Hơn nữa trước kia sư phụ Vân Thiên Tà đã nói, ở tu chân giới vạn vật sinh linh đều bình đẳng, nhân tộc và yêu tộc còn có thể lấy nhau. Vì thế chỉ cần Tiểu Long Quy thừa nhận thì hắn cũng sẽ không làm khó, dù sao thì nó cũng là sinh linh có trí khôn, nếu sát nghiệp thì sẽ bị trời phạt. Còn Long Quy mang hình hài một đứa trẻ, thấy Dương Bách Xuyên bỗng nhiên híp mắt, cười tủm tỉm nhìn mình. Nó cảm thấy đạo hữu trước mắt này thật đáng sợ, rùa con không nhịn được mà dùng cả mình, nó lật tay, 3 hộp bảo thạch màu đỏ xuất hiện, đạo hữu, đây là 3 gốc hoa hải hồn, xin đạo hữu hãy nhận lấy. Bộ tộc hải yêu ta không phải là yêu tộc trên đất liền, coi trọng nhất là thành tín, đương nhiên sẽ không nuốt lời, hơn nữa đạo hữu còn có ơn cứu mạng với tiểu quy, làm sao ta dám lừa gạt đạo hữu, không dám không dám. Đối mặt với ánh mắt không có ý tốt của Dương Bách Xuyên, rùa con Long Quy nói chuyện thôi cũng run cầm cập. Dương Bách Xuyên cười gian trá, hắn tiện tay nhận lấy 3 hộp ngọc lớn chừng lòng bàn tay, mở ra xem thử, quả nhiên bên trong là hoa hải hồn có màu lam, hơi lóe lên ánh sáng, trông rất đẹp mắt, lực lượng thần hồn thuần khiết được tản ra từ 3 cái hộp. Hắn không khách khí thu lại 3 gốc hoa hải hồn, Dương Bách Xuyên nhìn Long Quy cười nói, không tệ. Tiểu Long Quy là một chú rùa rất giữ chữ tín, có tiền đồ, còn thứ gì hay ho không, cho ta mở mang kiến thức một chút. Tiểu Long Quy do dự một chút, nó nhìn Dương Bách Xuyên nhỏ tiếng nói, đạo hữu, tiểu quy là bộ tộc Long Quy không phải là rùa. Nó mạnh dạn sửa lại lời của Dương Bách Xuyên, dưới biển sâu Long Quy có địa vị huyết mạch cao quý, không giống như loài rùa cấp thấp. Vì thế, liên quan tới đẳng cấp chủng tộc, Tiểu Long Quy nhất định phải sửa cho đúng. Khác chỗ nào, dù sao thì đều là rùa, gọi ngươi rùa con chỉ là một cách xưng hô, không cần phải để ý tới những chuyện nhỏ như vậy, mau nói đi, ngươi còn đồ chơi gì hay ho không, cho ta xem thử một chút. Ánh mắt thèm khát của Dương Bách Xuyên nhìn đồ vật trên người rùa con, Long Quy có thể lấy ra hoa hải hồn thì chắc chắn sẽ còn những bảo vật khác. Nghe nói hải yêu rất giàu có, không lợi dụng ơn cứu mạng, bắt nạt nó một chút thì đâu phải phong cách của Dương Bách Xuyên. Không phải đâu đạo hữu, rùa có rất nhiều loại, trong đó Long Quy chúng ta là cao quý nhất, thế nên ngươi không thể gọi ta là rùa con được, gọi là Tiểu Long Quy thì thích hợp hơn. Tiểu Long Quy tiếp tục nắn chỉnh. Rồi, rùa con, Dương Bách Xuyên thuận miệng nói. Là Tiểu Long Quy. Mẹ nó, ngươi có phiền không thế, ngươi chính là một con rùa 3.000 tuổi, ta nói rùa con chính là rùa con, có ý kiến gì không? Dương Bách Xuyên nổi đoá. Không, không có ý kiến Tiểu Long Quy tủi thân, bị Dương Bách Xuyên quát cho phát khóc. Vậy có phải hơn không, đàn ông mà dài dòng còn ra bộ dáng gì nữa, còn thứ đồ gì thì mau lấy ra đi. Dương Bách Xuyên bắt đầu dở trò tống tiền trẻ con, mặc dù trong lòng kêu gào áy náy nhưng hắn vẫn tự an ủi mình. Đây là một con rùa 3.000 tuổi, không phải là một đứa trẻ bình thường, bắt nạt nó một chút cũng không sao cả. Nói thế nào thì hắn cũng là ân nhân cứu mạng mà đúng không? Được rồi, dưới sự đe dọa của Dương Bách Xuyên, rùa con có giận cũng không dám nói gì, bởi vì người trước mặt nó đã giết chết hổ xích lân, trong mắt của rùa con thì Dương Bách Xuyên còn đáng sợ hơn cả hoang thú kia. Sau đó, rùa con phất tay lên, một đống thiên tài địa bảo dưới biển chất thành núi nhỏ, xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Mẹ nó! Dương Bách Xuyên hít lạnh. Hắn nhìn đống thiên tài địa bảo này mà chảy cả nước miếng. Trong nháy mắt,
hắn đã nhìn thấy hơn 10 loại linh dược chân quý được ghi chép lại trong điển tịch tu chân, còn có rất nhiều loại mà hắn cũng không biết tên, nhưng từ linh khí cường đại đang phát ra, hắn đoán đây đều là những đồ tốt. Trái cây dưới biển tràn ngập mùi thơm, tinh thạch đủ loại màu sắc, nhiên liệu dùng để luyện đan luyện khí đều có. Xương xương trong đống thiên tài địa bảo này, hắn có thể gom đủ vật liệu để luyện chế ra 5 đến 6 đan dược cao cấp. Nhất thời, Dương Bách Xuyên phải nhìn rùa con bằng một ánh mắt khác. Dương Bách Xuyên phất tay lên, thu toàn bộ thiên tài địa bảo cất vào trong nhẫn. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn rùa con như phát ra ánh sáng, giọng điệu thân thiết nói, rùa con, nhà ngươi giàu nhỉ. Đây là lần đầu rùa con ngây thơ ra khỏi biển để rèn luyện, chưa từng nghe qua câu lòng người hiểm ác. Được Dương Bách Xuyên khen ngợi một câu, trong mắt nó lập tức lộ ra vẻ đắc ý nói, còn phải nói, từ sau khi chân long biến mất, tộc Long Quy chúng ta chính là bá chủ của một vùng hải vực, mấy thứ này nhà ta còn rất nhiều. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì suýt nữa đã nhảy dựng lên, hắn đi qua thân thiết bá vai rùa con, vẻ mặt thành thật nói, rùa con, người xem, người đó, nếu ta đoán không nhầm thì đây là lần đầu tiên tới đất liền để rèn luyện đúng không? Đúng thế. Lần này ra ngoài ta đi cùng với mấy ca ca tỷ tỷ ở trong tộc, ai mà biết sau khi vào bí cảnh thao thiết thì bị thất lạc, đúng là lần đầu tới đất liền. Tính cách của rùa con rất giống với vẻ bề ngoài 5-6 tuổi của nó, đơn thuần không có phòng bị. Dương Bách Xuyên đã nhìn ra, đừng thấy rùa con đã 3.000 tuổi nhưng thật ra nó chỉ là một đứa trẻ. Một kế hoạch vô cùng to lớn khiến cho Dương Bách Xuyên kích động đang dần được ấp ủ trong lòng hắn. Khi nhìn về hướng rùa con, ánh mắt Dương Bách Xuyên ngập tràn ánh sáng. Dương Bách Xuyên bắt đầu đảo mắt nói, ồ ra là như vậy, ta cũng đâu lấy không đồ của ngươi, bí cảnh thao thiết hiểm ác thế nào ngươi cũng thấy đấy, khắp nơi đều có loài hoang thú như hổ xích lân, ngươi còn là một đứa trẻ bị thất lạc với gia đình, rất dễ bị hoang thú ăn mất, ngươi đi theo ta bảo bọc cho ngươi ở bí cảnh này, thế nào? Bảo bọc ta, rùa con không hiểu. Ai ya? Chính là ta bảo vệ ngươi đó, thế nào, đủ tình nghĩa không? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười. Ra là như thế, bình thường A tỷ cũng bảo vệ ta, được rồi, vậy ngươi chính là đại ca của ta. Ngẫm nghĩ một lúc, rùa con vui vẻ nói, trong lòng nó nghĩ, cuối cùng cũng không cần phải sợ nữa. Ha ha, đúng là ý này, về sau ta chính là ca ca của ngươi, còn ngươi là tiểu đệ của ta, đại ca nói gì thì đệ đệ phải nghe đó. Ca ca hỏi thì đệ cũng phải trả lời thành thật, biết chưa? Dương Bách Xuyên bắt đầu sử dụng chiêu lừa đảo. Dạ dạ, tiểu quy đã biết, tỷ của ta đã nói, phải nghe lời ca ca tỷ tỷ, không được nói dối, hỏi cái gì thì nói cái đó. Rùa con vô cùng thành thật, ánh mắt tràn đầy vẻ cảm động. Chú rùa con đang cảm động thì... Ý cười trên mặt Dương Bách Xuyên càng sâu hơn, đúng là đứa trẻ ngoan. Lúc trước, sư phụ hắn từng nói, sau khi yêu tộc có hiểu biết thì linh trí của nó phát triển rất chậm, hiện tại xem ra, toàn bộ những đặc điểm này đều được thể hiện trên người rùa con. Vậy thì yên tâm rồi. Rùa con, có bao nhiêu hải yêu đi cùng đệ tới đây? Bọn họ là những hải tộc nào? Tất cả đều rất giàu có sao? Lúc này, Dương Bách Xuyên giống như là sói xám giả làm bà ngoại. Trong lòng Dương Bách Xuyên nảy ra ý xấu, hắn thấy được con đường phát tài từ trên người rùa con. Rùa con mang theo nhiều hàng tốt như vậy, chắc chắn những hải yêu khác cũng sẽ không kém. Rùa con cũng không biết Dương Bách Xuyên nổi lên ý xấu xa gì, sau khi nghĩ ngợi thì nghiêm túc trả lời, rất nhiều, có Thái tử Giao Long, công chúa Bạch Tuộc, một trong những vị tướng cá mập trắng lớn, còn có cả Hải Hầu Vương đáng ghét, bọn họ đều là những dòng chính của những thế lực bá chủ một phương ở địa hạt Đại Hải, của cải đương nhiên không thua kém Long Quy chúng ta. Hi hi tốt. Chút nữa ta sẽ đưa đệ đi tìm tộc nhân, bọn họ ai dám bắt nạt đệ, người làm ca ca như ta sẽ xả giận thay cho đệ, thế nào? Nụ cười của Dương Bách Xuyên cực kỳ nham hiểm. Không ngờ rùa con lại cảm động nói, đại ca đúng là người tốt, đệ ghét nhất là Hải Hầu Tử và Thái tử Giao Long, lúc nào bọn họ cũng bắt nạt đệ. Được, đợi lát nữa tìm thấy bọn họ, đại ca chút giận cho đệ, ha ha. Dương Bách Xuyên cười lớn. Có tiểu đệ là rùa con là có thể danh chính ngôn thuận để ăn cướp. Dòng chính hải yêu giàu lắm đó. Đi, chúng ta đi tìm tộc nhân của đệ. Dương Bách Xuyên ha ha cười to, hắn vung tay lên thu luôn cả thi thể hổ xích lân vào trong nhẫn không gian. Mặc dù trong cơ thể của hoang thú không có yêu đan,
nhưng Dương Bách Xuyên đã xem qua, bộ lông toàn thân và máu xương đều là bảo bối. Lấy luyện đan luyện khí hay dùng để vẽ bùa chú cũng không tệ, máu và thịt của nó cũng rất mạnh, ăn vào có thể bổ sung khí huyết, cả cơ thể đều quý giá, đương nhiên hắn sẽ không bỏ phí. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên mang theo rùa con và Ngô Mặc Thu đang ẩn thân cùng đi về phía trước. Toàn bộ thung lũng này rất dài, đi nửa tiếng vẫn chưa thoát được ra ngoài, vốn dĩ Dương Bách Xuyên định chuẩn bị xuống núi, nhưng vì gặp được rùa con nên mới nán lại, lúc này nhìn thung lũng rất âm u. Đi mãi cũng không thấy đường ra, vì thế Dương Bách Xuyên dừng lại rồi nói, chúng ta chuẩn bị lên đỉnh núi, nếu cứ đi xuống như thế này sẽ không có điểm cuối, lên đỉnh núi nhìn thử xem có thấy chỗ nào đặc biệt không. Hắn cảm giác được ma khí mà Quan Thiên Ngạo để lại trên người hắn càng ngày càng mờ nhạt, có lẽ là do khoảng cách quá xa. Hắn cũng không cảm ứng được khí tức từ truyền tấn phủ của Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm. Thay vì cứ đi bộ không có điểm đến như thế này, chi bằng lên đỉnh núi nhìn xa một chút. Có điều, lúc này rùa con lại lên tiếng, đại ca, cứ đi thẳng từ chỗ này, sau đó đi về phía đông thêm 1000 dặm chính là sào huyệt của Thao Thiết, đệ nghĩ chắc bọn họ đều đi tới hang ổ Thao Thiết rồi. Hạc đệ biết tình huống ở chỗ này, Dương Bách Xuyên hỏi. Biết chứ, rùa con đáp. Dương Bách Xuyên mặt đầy vạch đen, biết sao đệ không nói. Chấm chấm chấm. Rùa con oan ức nói, đại ca cũng không hỏi đệ mà. Dương Bách Xuyên. Nghĩ lại thì cũng đúng, hình như hắn không hỏi thật, nhưng không ngờ, rùa con vậy mà nắm được tình huống ở nơi này, thế thì dễ rồi. Sao đệ biết được vậy? Tộc nhân của đệ nói. Đệ còn biết những gì nữa? Đệ biết rất nhiều đó, tộc Long Quy có tuổi thọ rất dài, có ký ức truyền thừa. Đệ biết những gì nói cho ta nghe đi. Dạ, đại ca. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Dương Bách Xuyên càng nói chuyện với rùa con thì càng kinh sợ, bởi vì rùa con không chỉ biết một số chuyện ở trong bí cảnh Thao Thiết, thậm chí nó còn biết rõ hơn cả Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm, trong đó bao gồm rất nhiều bí mật của Sơn Hải Giới. Đương nhiên theo như rùa con nói thì những chuyện này là do trưởng bối trong nhà kể lại, nhiều chuyện là do truyền thừa huyết mạch. Dù sao thì hiện tại, Dương Bách Xuyên cảm thấy rùa con như một nhà nho đọc rất nhiều thơ và sách, chỉ cần hắn hỏi thì rùa con đều có thể trả lời được. Nhưng cũng chỉ có vậy, rùa con chỉ biết lịch sử của Sơn Hải Giới, nhưng về mặt đối nhân xử thế thì nó lại chỉ là một đứa trẻ, nếu không thì cũng chẳng bị Dương Bách Xuyên lừa. Trong lúc nói chuyện với rùa con thì thời gian trôi qua rất nhanh, bọn họ đã ra khỏi thung lũng từ bao giờ mà không hay. Những gì xuất hiện trước mặt bọn họ là mây mù cuồn cuộn, cũng không nhìn rõ bên trong mây mù có cái gì. Rùa con nói, đại ca, nơi này chính là đầm lầy mây mù, A tỷ của đệ từng nói, cách đầm lầy 1000 dặm về phía đông chính là hang ổ Thao Thiết, nhưng mà đầm lầy mây mù ở đây không dễ vượt qua, nghe nói trong này có u linh, đây cũng có thể xem như là cánh cửa bảo vệ cửa hang ổ Thao Thiết. Có biết là u linh gì không? Dương Bách Xuyên nhíu mày hỏi. Nghe A tỷ đệ nói, tất cả đều là những linh hồn sinh linh sau khi bị Thao Thiết cắn nuốt, không biết cụ thể, có lẽ là cái gì cũng có, mọi linh hồn bị Thao Thiết nuốt chửng đều sẽ hóa thành u linh sống ở đầm lầy mây mù, trở thành u linh canh giữ hang ổ Thao Thiết. Rùa con giải thích. Mặc kệ đi, đi từ bên ngoài vào, nếu đã bắt buộc phải xuyên qua đầm lầy mây mù này thì cũng chỉ có thể xông vào, ta biết nơi này không hề đơn giản như vậy. Dương Bách Xuyên nói. Hắn cũng tin Hạ Thiền và Diệp Vô Tâm sẽ đi về hướng hang hổ Thao Thiết. Theo như cách nói của rùa con thì mảnh vỡ thiên trảm ở bên trong hang ổ. Vậy thì đương nhiên, tiến vào bí cảnh Thao Thiết lần này cho dù là nhân tộc hay yêu tộc thì mục đích đều là hang ổ Thao Thiết, hoặc nói đúng hơn là mảnh vỡ thiên trảm. Muốn lấy được mảnh vỡ thiên trảm thì nhất định phải xuyên qua đầm lầy mây mù. Ngoại trừ U Linh, trong đầm lầy còn có gì nữa không? Dương Bách Xuyên nghĩ một lúc rồi hỏi. Rùa con đáp, những thứ khác thì A tỷ đệ chưa nói, nhưng nhất định là không đơn giản. À đúng rồi, có cỏ hóa thân, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Nghe A tỷ nói đầm lầy mây mù che phủ quanh năm, lại có u linh, trải qua vô số năm nên nhiều thiên tài địa bảo cũng được hình thành. Cỏ hóa thân thì Dương Bách Xuyên đã sớm nghe từ miệng của Quan Thiên Ngạo, khi tu vi đạt tới phân thần sơ kỳ sẽ tu luyện thuật hóa thân. Giai đoạn tách nguyên thần để tu luyện phân thân,
nếu như có được cỏ hóa thân thì kết quả thu được sẽ đạt gấp mấy lần. Đây cũng là một trong những lý do mà Dương Bách Xuyên tới bí cảnh Thao Thiết. Đi, chúng ta vào thôi. Dương Bách Xuyên dẫn đầu tiến vào trong mây mù. Đại ca, đợi đã. Rùa con vội vàng hô lên. Dương Bách Xuyên dừng bước, sao vậy? Mây mù trong đầm lầy chính là kịch độc, không những làm thối giữa xác thịt mà còn ăn mòn nguyên thần, u linh lại mê hoặc được lòng người, vì thế phải cẩn thận một chút, để không sợ, để có phúc phần gia tộc che chở, có thể bảo vệ nguyên thần không bị u linh mê muội, chỉ cần đề phòng mây mù kịch độc là được. Nhưng mà đại ca người, rùa con cũng không tệ lắm, còn lo lắng thay cho Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên ấm áp, mặc dù hắn lợi dụng rùa con, nhưng rùa con lại quan tâm hắn, trong lòng cảm động không thôi, hắn thầm nghĩ mình nhất định sẽ bảo vệ rùa con an toàn. Đối mặt với sự lo lắng của rùa con, hắn cười nói, yên tâm đi, ta có tiên phù hộ thân, u linh sẽ không mê hoặc được ta. Tiên phù trên người hắn đương nhiên là lấy được từ Lâu Mãn, vốn dĩ tiên phù có sức mạnh bảo vệ nguyên thần, dù sao thì thứ được phong ấn ở bên trong cũng là tiên lực, hắn không sợ u linh mê hoặc. Còn mây mù kịch độc, vậy phải xem bản lĩnh của mỗi người rồi. Dương Bách Xuyên đương nhiên là không sợ, ngay cả rùa con cũng không sợ thì hắn lại càng không. Rùa con nghe thấy Dương Bách Xuyên nói có tiên phù phòng thân, nó ngập lức yên tâm, sớm đã nghe A tỷ của đệ nói, nhân tộc có tiên khí hộ thân, không hề yếu hơn sức mạnh mà tổ tiên ban cho như yêu tộc bọn đệ, còn bảo đệ cố gắng không được xung đột với nhân tộc. Yên tâm đi, đệ theo sát ta. Có vấn đề gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết. Được. Chấm chấm chấm. Sau khi tiến vào mây mù, Dương Bách Xuyên thực sự mây mù này có gì đó không ổn. Linh khí ở đây nồng đậm gấp 10 lần so với bên ngoài, nhưng bên trong mây mù lại tràn đầy một mùi hương kỳ dị. Lúc hít thở, Dương Bách Xuyên lập tức cảm nhận được chỗ không đúng, hắn vội vàng nói, nín thở, mây mù ở đây quả thật là có vấn đề. Dương Bách Xuyên cảm thấy một luồng hơi thở chui vào trong cơ thể của mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Tiểu Rùa Đen và Ngô Mặc Thu. Hắn vận chuyển chân khí luyện hóa loại lực lượng trong cơ thể. Giống như lời của Tiểu Rùa Đen, lực lượng trong thân thể không chỉ ăn mòn thân thể, nó còn uy hiếp đến nguyên thần. Dương Bách Xuyên không dám sơ ý, phong bế tất cả các huyệt trên người, bắt đầu vận công luyện hóa. Cũng may mây mù trong thân thể không nhiều lắm. Chân khí của hắn cũng đủ cường đại nên có thể luyện hóa được tàn dư của mây mù. Còn khói độc ăn mòn nguyên thần, dưới sức mạnh cường đại của nguyên thần, khói độc trực tiếp bốc hơi, không ảnh hưởng nhiều lắm. Dương Bách Xuyên rót chân khí vào trong tiên phù, cả người bị bao phủ trong vầng sáng của tiên phù, hình thành một tầng bảo hộ nhàn nhạt, mây mù không thể đến gần, bị ánh sáng của tiên phù ngăn cách bên ngoài cơ thể. Quay đầu lại nhìn Tiểu Rùa Đen. Tiểu Rùa Đen 3000 tuổi này lại vô cùng nhẹ nhàng, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng xanh, khí độc không thể xâm nhập. Thu Nhi, muội sao rồi? Có ngăn cản được mây mù hay không? Dương Bách Xuyên không yên lòng trạng thái ẩn thân của Ngô Mặc Thu. Tiên sinh yên tâm, thân thể của ta là chân linh, đám mây mù kia không thương tổn gì đến ta. Ngô Mặc Thu trả lời. Vậy thì tốt rồi, cẩn thận u linh ở đây, còn chưa làm rõ tình huống ở đây như thế nào. Hắn dặn dò Ngô Mặc Thu. Thu Nhi biết, tiên sinh không cần lo cho ta, bản chất mà nói thì ta cũng là u linh, sẽ không sợ hãi u linh nơi này. Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên sửng sốt, nghĩ lại cũng đúng, Thu Nhi là quỷ tu, dùng linh hồn thuần tịnh tu luyện thân thể, nên sẽ không sợ hãi u linh. Tiểu Rùa Đen, chúng ta tiếp tục đi, cẩn thận chút. Nói với Tiểu Rùa Đen, Dương Bách Xuyên nhấc chân bước vào vân vụ. Đại ca yên tâm, ta biết ứng phó. Tiểu Rùa Đen không quá để ý. Vậy thì tốt rồi. Hai người một trước một sau đi vào sâu trong vân vụ. Tầm nhìn trong đầm lầy vân vụ vô cùng hạn hẹp, chỉ có thể nhìn thấy trong vòng bán kính 3 mét quanh người, mây mù dày đặc che khuất tầm mắt, Dương Bách Xuyên cũng không biết ngoại trừ u linh ra, trong đầm lầy vân vụ còn tồn tại gì không, cũng không dám đi quá nhanh, đi sát với Tiểu Rùa Đen. Sau khi đi gần 3-4 dặm, hình như cỏ dại dưới chân tươi tốt hơn nữa có độ ẩm, có lẽ đã gần đến đầm lầy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.